Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 106. Hà Lão liền đứng ở Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi cách đó không xa. Trong mắt thâm trầm. Đột nhiên, bót 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 tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Thần, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Trên mình ngươi bí mật quá nhiều. Hơn đến ta đối với ngươi tốt kỳ. Chỉ tiếc, ngươi hiện tại hẳn không có lực lượng lại thi triển liền đi, ta có thể cảm giác được đây là ngươi cực hạn. Nói thật, cái này cực hạn, thật tươi đẹp đến ta. Nếu như lại cho ngươi 10 năm, nha không, lại cho nhiều ngươi 1 năm, ta cũng không nhất định là ngươi đối thủ. Ngươi trưởng thành, thật quá dọa người. Nhưng là ngươi đáng sợ nữa, vẫn là không thay đổi được kết cục. Sự việc đến đây chấm dứt. Kết cục là cái gì? Kết cục là Long Lạc Nhi ta phải dẫn đi, ngươi không cứu được nàng. Còn nữa, ngươi cũng phải chết. Dứt lời, Hà Lão từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Mỗi đi một bước, bí cảnh sụp đổ liền nghiêm trọng mấy phần. Diệp Thần nhìn đến gần Hà Lão, muốn đứng lên, nhưng phát hiện hắn bây giờ không có một tia khí lực. Lúc này đã là thân thể cực hạn. Ta sẽ không để cho ngươi mang đi Diệp Lạc Nhi. Hà Lão cười, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có và ta tư cách nói điều kiện sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trọng thương trạng thái, còn có thể dung chuyển phong môn cảnh tầng 8 thiên cường giả? Buồn cười. Nói xong, Hà Lão lòng bàn tay bộc phát ra một đạo sáng chói quang, một đạo kiếm ảnh ngay tức thì hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần nhìn kiếm ý càng ngày càng đến gần. Trong mắt mờ đi mấy phần. Hắn phải chết thật. Quay đầu lại, Diệp Lạc Nhi vậy chưa cứu được. Mắt xem vậy không có thể ngăn trở kiếm ảnh thì phải chạm được Diệp Thần nháy mắt. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Giữa trời đất, đỏ xanh ánh sáng bao trùm, chia làm hai. Mà Diệp Thần trước người đột nhiên hư không biến dạng, tê liệt không gian lao ra một đoàn đỏ xanh song sắc to lớn quang cầu. Quang cầu bên trong mơ hồ truyền tới một đạo viễn cổ hung thú gầm thét. Cái này gầm thét, cho người ở tại tràng lòng rung động cảm giác. Hà Lão hơi biến sắc mặt, đây là viễn cổ hung thú. Không đúng, viễn cổ hung thú thanh âm cũng không khả năng để cho ta tâm thần vỡ vụn mấy phần. Đây rốt cuộc là cái gì? Mà giờ khắc này Diệp Thần, trong mắt kích động đến trình độ cao nhất. Cái này đỏ xanh quang cầu không phải người khác, mà là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lại lao ra luân hồi mộ địa. Mấu chốt bây giờ Tiểu Hoàng hiển nhiên còn không có hoàn toàn phá vỡ quang cầu, nó phải làm gì? Tiểu Hoàng! Diệp Thần thanh âm mới vừa rơi xuống, vậy đỏ xanh quang cầu lại xen lẫn ngút trời hung thú gầm thét hướng Hà Lão hung hăng đập tới. Hà Lão không dám xem thường. Tức giận nói, quản ngươi là thứ gì, chờ ta muốn ngươi chết. Một quyền đánh ra, phong môn cảnh tầng 8 thiên lực lượng mở hết. Đỏ xanh quang cầu ngay tức thì lõm xuống liền mấy phần. Nhưng mà, quang cầu bên trong lực lượng vượt xa Hà Lão tưởng tượng. Rằng co dưới, Hà Lão hai chân lại vùi lấp xuống mặt đất mấy phần. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Còn không có cùng Hà Lão tỉnh hồn lại, đỏ xanh quang cầu, đột nhiên thoát khỏi Hà Lão công kích, phóng lên cao. Hoàn toàn biến mất. Hà Lão nặng nề thở hổn hển, đây là kết thúc. Ngay tại lúc này, trong bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một viên to lớn đỏ xanh ngọn lửa bao gồm rực cháy năng lượng nóng cầu. Hơi thở này, vượt xa hắn tu vi. Hà Lão phản ứng đầu tiên là chạy, nhưng mà, chạy thế nào? Nháy mắt tức thì. Đỏ xanh quang cầu liền đập xuống. Hà Lão dùng hết tất cả lực lượng đi ngăn trở, muốn chống lại, nhưng là hắn thân thể lại bị rất miễn cưỡng đập vào dưới đất. Hai con ngăn trở cánh tay lại là tại chỗ hóa là xương máu. Không có ai có thể động chủ nhân ta, không có ai. Thanh âm tức giận đột nhiên từ đỏ xanh quang cầu bên trong truyền ra. Hà Lão trong mắt trợn to, cái này cổ quái quang cầu lại là Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc có nhiều ít nghịch thiên vật à. Ngay tại lúc này, đỏ xanh quang cầu lần nữa xông lên trời. Hà Lão trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Như lại hạ xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Hắn không do dự nữa, vận chuyển linh lực, trong miệng khạc ra một cái ngọc bội. Ngọc bội ngay tức thì vỡ vụn, Hà Lão vậy hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Xuất hiện ở truyền tống trận ra. Nhanh lên một chút cầm truyền tống trận cho ta hủy diệt.
Long Lạc Nhi cũng không cần, tất cả mọi người đều chết. Ở Thánh Long gia tộc cường giả chuẩn bị hủy diệt truyền tống trận thời điểm, Viên Văn từ truyền tống trận bên trong vọt ra. Một đấm đánh vào tên kia phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả trên bụng mặt. Oanh! Một kích xuống đi, tên kia phong môn cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù Viên Văn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Viên Văn ra tay một cái, vừa vặn kéo lại Thánh Long gia tộc cường giả. Để cho nhà tù cấm địa bí cảnh bên trong cường giả, từng cái chạy đến. Ở nhà tù cấm địa bí cảnh, một phiến vàng trong cát, Diệp Thần thân thể, xuất hiện vô số vết rách, khí tức cả người đổi được như có như không. Đây là cực hạn tổn thương, thậm chí bắt đầu cắn trả. Trận chiến này, hắn hao phí lực lượng quá nhiều. Hắn bên cạnh bảo vệ một cái đỏ xanh quang cầu. Tiểu Hoàng, cảm ơn. Đỏ xanh quang cầu nhỏ nhẹ lay động, tựa như đang trả lời Diệp Thần cái gì. Ngươi hiện tại chui vào luân hồi mộ địa đi, còn dư lại để ta giải quyết. Tiểu Hoàng gật đầu một cái, hắn mới vừa rồi lao ra luân hồi mộ địa liền đối với căn cơ có chút ảnh hưởng, hắn không thể ở bên ngoài ngây ngô quá lâu. Phải cùng luyện hóa hoàn toàn kết thúc. Diệp Thần nhìn chung quanh văng tung tóe hết thảy, hơi biến sắc mặt, uống nhiều đan dược. Miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Hắn ôm lấy Diệp Lạc Nhi. Cổng vào lập tức phải đóng cửa, hắn phải mau rời khỏi. Diệp Thần điều chỉnh hô hấp, áp chế thân thể truyền tới thống khổ, cả người bay về phía hư không, đi truyền tống trận lối ra, ở lúc này bay, đúng dịp thấy Trương Thiên. Đại nhân, cứu ta. Trương Thiên thấy Diệp Thần, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, thật là trời không tuyệt đường người. Diệp Thần nhìn một cái, liền đem Trương Thiên cấp cứu xuống. Bỏ mặc như thế nào, Trương Thiên làm việc vậy tận tâm tận lực. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh núi lửa phun ra, lòng đất phun phát ra dung nham, tùy ý có thể gặp. Diệp Thần đám người đi tới truyền tống trận lối ra, nhanh chóng tiến vào. Ở trong một cái chớp mắt này cửa mới vừa khép lại. Bí cảnh hoàn toàn sụp đổ. Mà ở Thánh Long gia tộc tòa kia đi thông bí cảnh trong cung điện mặt, cũng sớm đã loạn thành một đoàn. Thánh Long gia tộc cường giả từng cái xuất hiện, trấn áp hầm giam võ giả, đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Thánh Long gia tộc một ít thực lực nhỏ yếu võ giả căn bản không dám đến gần. Muốn tham chiến, thấp nhất cũng phải nửa bước phong môn. Kinh khủng dư âm, để cho từng ngọn cung điện sụp đổ, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là một tràng tai nạn. Thánh Long gia tộc trưởng lão, trong nội tâm cũng đang rỉ máu. Bọn họ Thánh Long gia tộc lại là lần đầu tiên, bị người ta công nhập đại bản doanh bên trong. Hơn nữa bọn họ vẫn là dẫn sói vào nhà, nói liếc, tự làm bậy không thể sống. Ông! Giờ phút này truyền tống trận bộc phát ra một hồi tiếng vang, làm Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi bóng người xuất hiện một khắc kia. Thánh Long gia tộc các trưởng lão khác thiếu chút nữa khạc ra một miệng lão máu tới. Diệp Thần lại hiện tại còn sống, hơn nữa còn mang Long Lạc Nhi, điều này sao có thể? Bọn họ nhưng mà nhận được tin tức, ba vị phong môn bên trong hậu kỳ trưởng lão đối phó Diệp Thần, hai người chết. Một người chặn hai cánh tay, trọng thương. Linh võ đại lục, Thánh Long thành chỗ sâu nhất. Một tòa ngăn cách với đời đền. Đây là Thánh Long gia tộc căn cơ chân chính chi địa. Cũng là Thánh Long gia tộc chân chính chủ điện. Cái này đền chỉ có Thánh Long gia tộc Thái Thượng trưởng lão, Nồng Cốt trưởng lão, gia chủ Long Hồng Thiên, cùng với nhân vật trọng yếu mới có thể bước vào. Dù là Thánh Long gia tộc chủ mạch và dòng chánh cũng không có tư cách tiến vào. Chủ điện dưới còn có điều này linh mạch. Chu vi 5 km linh khí đậm đà cực kỳ. Đáng tiếc, này đền và ngăn cách ngoại giới, liền Thánh Long gia tộc dòng chánh cũng không có tư cách ở vùng lân cận tu luyện. Mà giờ khắc này, đền bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Long Hồng Thiên ngồi ở phía trên nhất, mấy vị trọng yếu trưởng lão ngồi ở phía bên phải. Nhưng là bọn họ trên mặt không có bất kỳ uy thế gì, chỉ vì là, ngày hôm nay, Thánh Long gia tộc ý người ngoại lai. Tới vẫn là thần quốc người. Thần quốc Mục Gia. Bởi vì Mục Gia ở Linh Võ Đại Lục xảy ra chuyện, Mục Gia liền phái Mục Thiên Thịnh, nuôi phong phụ tử bước vào Linh Võ Đại Lục điều tra, lại là viếng thăm mỗi một cái thế lực cao cấp. Không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm ra Mục Gia nguyên nhân cái chết chân tướng. Mà ngày nay,
bọn họ vừa vặn đi tới Thánh Long Thành. Mục Thiên Thịnh uống một hớp trà, trong mắt hơi híp nhìn về phía Long Hồng Thiên nói, ta thần quốc Mục gia hôm nay tới, không vì cái gì khác sự việc, ta chỉ muốn biết, trước đoạn thời gian, người Thánh Long gia tộc phong môn trung hậu kỳ cường giả có từng đối với một người thanh niên xuất thủ qua. Hắn là chúng ta người Mục gia, chỉ tiếc, vĩnh viễn bỏ mạng ở Liền Linh Võ Đại Lục. Long Hồng Thiên nghe được câu này, sắc mặt một trắng, bọn họ Thánh Long gia tộc ở Linh Võ Đại Lục cố nhiên thuộc về thế lực cao cấp phạm vi, nhưng là nói thế nào đi nữa cũng không dám đối với thần quốc người ra tay à. Hắn đứng lên, cười nói, Mục tiên sinh nói đùa, ta Thánh Long gia tộc một mực cùng thần quốc quan hệ không tệ, làm sao dám giết thần quốc người đâu. Hơn nữa, đoạn thời gian này, Thánh Long gia tộc phong môn cảnh trung hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn Thái Thượng Trưởng Lão đều ở đây Thánh Long Thành và Ma Vực hai nơi, chưa từng giết qua một cái thần quốc thanh niên. Bất quá chuyện này nếu phát sinh ở Linh Võ Đại Lục, ta Thánh Long gia tộc coi như đào một mét cũng phải tìm ra cái đó đối với thần quốc bất kính tồn tại. Mục Thiên Thịnh con ngươi lóe lên ánh sáng, hồi lâu, sang sảng thanh âm vang lên, ta tự nhiên tin qua Thánh Long gia chủ, bất quá, có một số việc, vẫn là phải gặp qua mới được. Ta Mục gia có một môn thuật pháp, một khi và ta người Mục gia đấu võ, liền có thể lưu lại một phần chia hơi thở đang đối với tay trên mình, không cách nào tiêu trừ. Chỉ bất quá cái này thuật pháp muốn khoảng cách 100 mét mới có thể cảm giác. Cho nên, còn phải làm phiền Thánh Long gia tộc đem các ngươi phong môn cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, cùng với Thái Thượng mang ra ngoài cho ta coi một mắt, hoặc là ta tự mình đi, dù là thiếp thân vật đều được. Long Hồng Thiên có chút nổi nóng. Hắn Thánh Long gia tộc cũng coi là Cửu Thiên Thần Long Điện một đạo chi nhánh, cái này thần quốc Mục gia thái độ như thế, cũng quá không cho hắn Thánh Long gia tộc mặt mũi đi. Bất quá, hắn chỉ có thể đem tức giận đi nuốt vào bụng. Ai để cho đối phương đến từ thần quốc? Mục tiên sinh, nếu là các ngươi cần, vậy chúng ta Thánh Long gia tộc nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ta cái này thì đem bọn họ mang đến, bất quá có mấy vị thái thượng trưởng lão một mực đang bế quan. Cho nên còn muốn mời Mục tiên sinh rời bước. Mục Thiên Thịnh sờ một cái râu, cười nói, đồng ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái Thánh Long gia tộc trưởng lão lật đật tới, nhìn mọi người một cái, khom người đi tới Long Hồng Thiên bên tai nói mấy câu. Ngay tức thì, Long Hồng Thiên sắc mặt đại biến. Cái đó phong ấn bí cảnh xảy ra chuyện. Tử tù chạy ra khỏi. Hai cái phong môn trưởng lão chết, một vị càng chặt đứt hai cánh tay. Đáng chết! Những thứ này cũng đều là Thánh Long gia tộc trọng yếu trưởng lão à? Truyền thừa ngàn năm vạn năm tồn tại. Chết một vị liền thiếu một vị à? Nếu như những thứ này chỉ là để cho Long Hồng Thiên khiếp sợ, chân chính để cho Long Hồng Thiên tức giận phải, hết thảy người đầu tiêu lại là một cái tạo hóa cảnh tiểu tử. Diệp thần! Mấu chốt thằng nhóc này cứu đi vậy Thánh Long gia tộc vĩnh viễn phong ấn ở bí cảnh Long Lạc Nhi. Long Lạc Nhi huyết mạch quá mức mạnh mẽ, nhất là nàng thân phận đối với hắn địa vị bây giờ có rất lớn uy hiếp. Thánh Long gia tộc một phần chia trưởng lão và thái thượng trưởng lão giúp đỡ hắn, nhưng là còn có một nhóm người tin chắc Long Lạc Nhi phụ thân còn sống. Nếu là bị bọn họ biết Diệp Lạc Nhi tồn tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mục Thiên Thịnh tựa hồ nhìn ra cái gì, thử dò xét nói, Thánh Long gia chủ, người sắc mặt không tốt lắm, nhưng mà bên trong tộc chuyện gì xảy ra? Có cần hay không ta hỗ trợ? Long Hồng Thiên trong lòng trầm xuống, chuyện này không thể để cho thần quốc biết. Càng không thể để cho người ngoài nhúng tay. Nếu không, hắn Thánh Long gia tộc chính là quá lớn chuyện thiếu. Hắn bề ngoài phong khinh vân đạm, thực thì đối với trưởng lão kia nhẹ giọng nói, bên ngoài truyền tống trận hẳn chấn giữ trước mấy vị phong môn trưởng lão, để cho bọn họ giết không tha, không thể lưu nhiệm vì sao người sống. Nhưng mà... Trưởng lão kia còn muốn nói điều gì, hắn dưới chân lại xuất hiện mấy đạo liệt ngân. Phong ấn bí cảnh bể tan tành, Thánh Long gia tộc căn cơ vậy ảnh hưởng. Đi nhanh, lúc cần thiết có thể vận dụng màu máu khóa long trận. Long Hồng Thiên nói. Nói xong, mỉm cười đối với Mục Thiên Thịnh nói, Mục tiên sinh, Thánh Long gia tộc căn cơ trận bàn thời gian quá lâu, có chút lỏng động, đúng rồi, ta trước mang ngươi đi xem Thái Thượng trưởng lão. Mục Thiên Thịnh con ngươi híp lại, đối với bên cạnh nhi tử nuôi phong nhẹ giọng nói, ngươi mượn cớ rời đi, sau đó cùng đi lên xem không muốn bị người phát hiện. Phụ thân.
Cùng lúc đó, Thánh Long gia tộc một tòa thiền điện. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Diệp Thần ôm Diệp Lạc Nhi, phát hiện chung quanh đã sớm loạn thành nhất đoàn. Khắp nơi máu tươi, sát ý tràn ngập ở cả nhà. Mà trước mặt hắn, đứng năm vị Thánh Long gia tộc trưởng lão. Đều ở đây phong môn cảnh tầng 4 trên trời hạ, thậm chí còn có tầng 5 thiên. Bởi vì thần quốc mục gia đột nhiên hạ xuống, Long Hồng Thiên không dự định phái nhiều người hơn ra tay. Bất quá dưới mắt, Diệp Thần trọng thương, bọn họ một người trong đó đều có thể xóa bỏ Diệp Thần. Diệp Thần thân thể lảo đảo lắc lư, duy chỉ có trong tay Diệp Lạc Nhi vững vàng ôm. Hắn có thể cảm giác được cắn trả lực lượng không ngừng tăng cường. Hắn đang cố nén. Hắn chẳng ngờ ngã xuống. Những đan dược kia áp chế tác dụng xa xa không đủ. Nghi tâm ma đế nhìn một màn này, lắc đầu một cái, thằng nhóc, người đây cũng là cần gì chứ, ta lấy ma khí làm chất dẫn, hoàn toàn có thể đưa ngươi đi. Hiện tại, Phong Thanh Dương và ta đều không cách nào nắm trong tay ngươi thân thể, hơn nữa, theo thời gian rời đổi, ngươi thân thể thống khổ sẽ sâu hơn. Diệp Thần cười, nhìn một cái trong ngực Diệp Lạc Nhi, hết thảy các thứ này đều đáng giá được. Ma đế lắc đầu một cái. Đáng tiếc ta thân xác gặp lại còn cần thời gian, nếu như khôi phục, sợ rằng ta một cái ánh mắt là có thể giải quyết cho ngươi Thánh Long gia tộc. Dưới mắt, ta cũng cung cấp không được ma khí, đây là ngươi nguy cơ sinh tử à? Chỉ mong có thể xuất hiện chuyển cơ. Ma đế cũng không phải là không muốn trợ giúp Diệp Thần, mà là hắn chẳng ngờ mình thân xác gặp lại hủy trong chốc lát. Bất quá, như Diệp Thần thật có nguy hiểm chí mạng, hắn còn thì nguyện ý ra tay. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên nói. Ma đế, tu la dẫn ma quyết có phải hay không ma khí càng nhiều, liền càng cường đại. Ma đế ngẩn ra, Diệp Thần trên mình không có nhiều hơn ma khí, tu la dẫn ma quyết làm sao khởi động. Bất quá ma đế vẫn trả lời, quả thật, nếu như ngươi ở ma vực hoặc là hải ma bên trong, vận dụng tu la dẫn ma quyết có lẽ còn có một chút có thể. Nhưng là Thánh Long gia tộc và ma tộc không có bất kỳ liên lạc nào. Chung quanh cũng không có ma khí có thể bị ngươi vận dụng. Ngươi bây giờ thương thế căn bản không cách nào thi triển tu la dẫn ma quyết. Diệp Thần không để ý tới sẽ, ôm Diệp Lạc Nhi từng bước một đi tới. Trong mắt hắn bên trong tràn đầy sát ý, một bước đạp trên mặt đất, lại xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Bộ bộ sinh liên. Trước kia hắn, dù là cam nguyện nhập ma, vậy chỉ là một máy không có cảm tình. Hắn bây giờ thì giống như là một cái điên cuồng ma đầu. Giết hại đã bắt đầu, làm sao có thể kết thúc như vậy? Diệp Thần máu trong nước đều tràn đầy màu đen ma khí. Mỗi đi một bước, cũng để cho lòng của mọi người thần run rẩy. Trương Thiên ở Diệp Thần một bên, nhìn có chút sững sờ, trộm cắp một người tránh ở một bên. Tại chỗ mấy vị Thánh Long gia tộc trưởng lão, cũng so hắn hơi thở mạnh mẽ, người ta một chiêu là có thể trong nháy mắt giết hắn. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần mà nói, hắn cũng sớm đã chạy trốn. Thật vất vả đi ra, làm sao có thể lại rơi vào Thánh Long gia tộc trong tay. Đối với trả thù Thánh Long gia tộc, hắn nội tâm cũng không có quá nhiều ý tưởng, và như vậy đồ vật khổng lồ đối nghịch, liền chết cũng không biết sẽ chết như thế nào. Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, để cho bị thương Viên Văn đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ, một cái bước dài đi tới trước mặt hắn. Viên tiền bối. Diệp Thần nhẹ kêu một tiếng, hiện tại Viên Văn tình huống cũng không tốt, trên ngực có một đạo vết kiếm, tùy ý chảy máu, thực lực lại là rớt xuống không thiếu. Ta còn lấy vì ngươi chết đâu. Viên Văn mở miệng cười nói. Diệp Thần đối với hắn vốn là có ân cứu mạng, hơn nữa lúc ấy ở nhà tù cấm địa bí cảnh bên trong, cho hắn mang tới rung động chân thực quá lớn. Thánh Long gia tộc còn không có hủy diệt, ta làm sao có thể tùy tiện chết đi. Diệp Thần trầm giọng nói, sau đó cầm ra thú hủ kiếm, ngón tay đều run rẩy. Nhưng là đối mặt Thánh Long gia tộc người, hắn chỉ có sát ý nồng nặc. Viên Văn khán đáo một màn này, vẫn là nhắc nhở, Diệp Thần. Người trạng thái bây giờ căn bản không cách nào đánh một trận, đừng nói những thứ này phong môn cường giả. Coi như là tinh khiếu cường giả cũng có thể đem ngươi chu diệt. Nếu không ta tự bạo, vì ngươi tranh thủ một ít thời gian. Viên Văn mệnh đều là Diệp Thần cứu, hắn có thể huyết tính một lần, vậy coi là không có tới uổng trong thế gian một chuyến. Ngay tại lúc này,
những cái kia ở bên ngoài bầy trận đợi Thánh Long gia tộc trưởng lão lên tiếng, tiểu súc sinh, ngươi bị thương ta Thánh Long gia tộc căn cơ, lại là phá hủy bí cảnh, sắp chết tù thả ra, phần này giá phải trả ngươi không chịu nổi. Ta xem ngươi đi bộ lảo đảo lắc lư, sợ rằng thân thể đã trọng thương, ngươi xác định còn có đánh một trận tư cách. Thật là buồn cười. Hiện tại, gia chủ có lệnh, giết chết không bị tội. Động thủ. Năm vị phong môn trưởng lão khí thế bỗng nhiên phóng thích, nồng đậm sát ý phóng lên cao. Mà giờ khắc này, Diệp Thần khóe miệng nhẹ giơ lên, xuất hiện lau một cái giễu cợt độ cong. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp đem huyết ma kiếm lấy ra. Huyết ma kiếm trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, vô tận ma khí phun trào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ma đế tự nhiên phát giác một màn này, thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, thằng nhóc này muốn phóng thích huyết ma kiếm bên trong ma khí. Hắn điên rồi sao, bất quá dưới mắt, đây tựa hồ là duy nhất cơ hội, người này đơn giản là chiến mà sống, nếu như không chết, sợ rằng thành tựu sẽ vượt xa ta. Huyết ma kiếm phong ấn tựa như bị cưỡng ép mở ra. Cả nhà cuồn cuộn ma khí tràn ngập. Ôm Diệp Lạc Nhi Diệp Thần con người thoáng qua một tia kiên quyết, nhẹ nhàng đem Diệp Lạc Nhi thả ở sau lưng an toàn chi địa, sau đó tay chỉ bắt pháp quyết cửu U Tu La, đi ra cho ta. Lần này, hội tụ ta thân, hôm nay, ta là Tu La, ta muốn máu nhiễm Thánh Long. Hống! Vào thời khắc này, Diệp Thần đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn thân thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ở hắn sau lưng xuất hiện ma khí hư ảnh. Đó là cửu U Tu La hư ảnh. Sáu con màu đen nhánh cánh tay, ba mặt màu xanh đen, trong miệng phun lửa, phẫn nộ thần quỷ tương. Hư ảnh lại là tựa như và Diệp Thần hợp hai là một. Hư ảnh thân thể dần dần đổi được bằng đại, thân cao ngàn trượng, hắn sau lưng, cường tráng sáu cái cánh tay, linh hoạt bay lượn. Bởi vì huyết ma kiếm ma khí cực kỳ mạnh mẽ, lần này kêu gọi cửu U Tu La vượt qua xa càn khôn sát vực lần đó. Thánh Long gia tộc nơi này cường giả, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cửu U Tu La. Lời đồn đãi cửu U Tu La có ba đầu sáu tay, trời xanh tính cuồng bạo. Tựa như thần không thần. Tựa như ma không ma. Tựa như người không thuộc mình. Cửu U Tu La nắm giữ sát phạt, hết thảy ở trong tay hắn, tất cả là hủy diệt. Cái này, đây là cửu U Tu La. Thánh Long gia tộc nơi này trưởng lão sợ hãi đến trình độ cao nhất. Lời đồn đãi trong địa ngục, có một loại cường đại loài, chính là Tu La, không thuộc mình, không thần, không quỷ. Tu La trời xanh tính tàn bạo, cực kỳ hiếu chiến, cả người thực lực có thể thông thiên, tay tô ri tháng, hai chân lập trên biển, thân vượt tu di sơn. Một câu nói, có thể tưởng tượng Tu La thực lực có kinh khủng dường nào. Giờ khắc này tất cả cường giả. Ánh mắt cũng chú ý tới Diệp Thần trên mình. Lời đồn đãi thế gian Tu La lại thật tồn tại. Diệp Thần khống chế cửu U Tu La mắt nhìn xuống mọi người, sau đó Tu La trong đó một cái đầu lâu lên trong miệng, phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng, xông về Thánh Long gia tộc bên kia. Oanh! Ngọn lửa miễn cưỡng không ngừng, căn bản không biện pháp tiêu diệt, cháy ở võ giả trên thân thể mặt, truyền tới kinh khủng kêu thảm thiết. Từng tiếng kêu thảm thiết để cho mọi người từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại. Mọi người trước đồng loạt ra tay, tiêu diệt Diệp Thần. Thánh Long gia tộc bên này một vị trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Trước mắt Diệp Thần cho mọi người ở đây uy hiếp lớn nhất, còn như viên văn bọn họ căn bản không trị giá một đề ra. Chỉ cần Diệp Thần bỏ mình, những người khác không đủ gây sợ hãi. Từng cái Thánh Long gia tộc cường giả, bay đi, xông về Diệp Thần. Kinh khủng hơi thở tràn ngập ở Thánh Long gia tộc chỗ ở, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần một cặp tròng mắt không có bất kỳ biến hóa, tròng mắt lạnh như băng tựa như không đem thế gian vạn vật coi ra gì. Ở những cường giả này liều chết xung phong lúc tới, Diệp Thần sau lưng sáu cái cánh tay, khoảnh khắc bây giờ vỗ xuống. Tu La sáu chỉ bên trong đôi mắt, tản ra kinh khủng à khí, tạo thành một đạo to lớn chùm tia sáng, bay đi. Nháy mắt bây giờ, cung điện sụp đổ, toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Ma khí ở trên không khí bên trong tùy ý bay lượn, một ít Thánh Long con em của gia tộc không kịp đề phòng bị ma khí vào cơ thể, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Không tốt,
Tất cả con em của gia tộc, nhanh lên một chút rút lui. Đi nhanh thông báo tộc trưởng, ma vật từ cửu u địa ngục bò ra ngoài. Một người trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục như vậy nữa, thiền điện bên trong Thánh Long gia tộc tất cả mọi người đều không sống nổi. Đến lúc đó chỉ còn lại bọn họ những người này, có cái thí dụng. Diệp Thần điều khiển mạnh nhất Tu La, một người độc chiến quần hùng, sau lưng 6 cái cánh tay, mang kinh khủng uy lực. Mỗi một cái tát đi xuống, cũng xen lẫn kinh khủng à khí, hắn tay trái bắt thú hủ kiếm. Một kiếm ở trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên chém ra đi, kiếm quang phía trên quấn vòng quanh ma khí. Một kiếm chém cửu u. Kiếm quang đến mức, bên cạnh hết thảy tất cả hóa là bột, đất rung núi chuyển. Trưởng lão trong nội tâm đang hộc máu, hận không được cắn chết Diệp Thần. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thần đã xưa không bằng nay, dù là những cái kia phong môn cường giả, cũng không dám nói có thể trong nháy mắt giết điều khiển Tu La Diệp Thần. Toàn bộ Thánh Long gia tộc thiền điện, đã biến thành một mảnh phế tích, không biết chết nhiều ít gia tộc võ giả. Diệp Thần mặc dù gọi về cửu U Tu La, bất quá tự thân ý thức vẫn tồn tại. Cửu U Tu La mặc dù cường hãn, bất quá vậy không kiên trì được bao lâu, huyết ma kiếm ma khí tiêu tán, cũng chỉ hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, cường đại huyết ma kiếm sẽ mất đi linh tính. Nhưng là Diệp Thần không có lựa chọn. Thánh Long gia tộc tộc trưởng và thái thượng trưởng lão, thậm chí còn mạnh hơn người chẳng biết tại sao còn chưa có xuất hiện, hắn không thể ở chỗ này lâu. Diệp Thần quyết định xông lên đánh ra, quyết định chủ ý để cho Tu La một kiếm chém rất một người phong môn cảnh cường giả, sau đó sau lưng hắn cánh tay, bắt một người cổ. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, trực tiếp cầm hắn cổ cho bóp vỡ. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều máu cường giả dịch, toàn bộ Thánh Long gia tộc không khí đều bị mùi máu tanh bao trùm. Thánh Long gia tộc cường giả từng cái tức giận ngất trời, từng đạo kinh khủng thần thông, đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Hắn thân thể bị thương chảy ra máu loãng, nhưng mà Diệp Thần cả người quấn vòng quanh màu đen ma khí, nhanh chóng trị liệu thân thể của hắn thương thế. Dưới tình huống này, để cho Thánh Long gia tộc trưởng lão một hồi nhức đầu. Diệp Thần một bước giết một người, thế không thể đỡ, từng bước một hướng Thánh Long gia tộc đi ra bên ngoài. Không tốt, hắn muốn trốn, kết trận. Trong đó một người trưởng lão mở miệng nói, ngay tức thì, ngoài ra 3 tên phong môn cảnh trưởng lão đi tới hắn bên người, liếc nhìn nhau. Bọn họ đi tới Diệp Thần bên người, một giọt máu tươi nặn ra, trong tay đánh ra kỳ quái dấu vết. 4 cái dấu vết, không có vào đến trong hư không. Do bọn họ máu tươi dẫn dắt, tạo thành một cổ huyết sắc bình phong che chở. Màu máu khóa long trận. 4 tên Thánh Long gia tộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ở Diệp Thần bên người từng cái huyết long phóng lên cao, quấn quanh ở phía trên. Diệp Thần khống chế Tu La một quyền đánh giết đến lớn trận phía trên, nhưng không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha, Diệp Thần, xem ngươi cái tiểu tạp chủng như thế nào chạy khỏi. Một vị trưởng lão thấy Diệp Thần bị kẹt ở, cả người đều cảm giác cả người thoải mái. Bọn họ tin tưởng, Diệp Thần cửu U Tu La trạng thái, tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu, vậy đỉnh đầu ma kiếm ma khí càng ngày càng ít. Đến lúc đó không có cửu U Tu La trạng thái, những cường giả này, tùy tiện một người đều có thể đập chết Diệp Thần. Diệp Thần cả người cau mày, khống chế Tu La từng quyền đánh đến bình phong che chở phía trên. Mỗi một đấm cũng xen lẫn kinh khủng lực lượng, nhưng mà huyết sắc này khóa long trận, không nhúc nhích tí nào, liền một tia bể tan tành dấu hiệu cũng không có. 4 tên phong môn cảnh cường giả máu tươi, cùng với nơi này dưới đất trận bàn, chuyên môn dùng để bố trí đại trận, làm sao có thể dễ như trở bàn tay bị công phá. Viên Văn ở một bên nhìn một cái, vốn là muốn cứu Diệp Thần, bất quá cũng có lòng không có sức. Hắn không có tư cách. Bây giờ đối với hắn mà nói tuyệt đối là chạy trốn cao nhất cơ hội, Viên Văn không thể nào buông tha. Còn như Diệp Thần có thể không có thể sống được, hắn chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện. Hắn còn sống, chí ít còn có thể là Diệp Thần trả thù. Phải nói lo lắng nhất, vẫn là Trương Thiên, hắn núp ở trong một cái góc mặt, căn bản không dám nhúc nhích. Hắn vết thương trên người nặng hơn. Thấy Diệp Thần bị kẹt ở sau này. Trong nội tâm của hắn mặt lòng như lửa đốt, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp. Ở nơi này chút Thánh Long gia tộc phong môn trước mặt trưởng lão động võ,
không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Diệp Thần khác biệt thủ đoạn, nếu không chính là một xác hai mệnh à. Diệp Thần bị kẹt ở sau này, Thánh Long gia tộc cường giả hoàn toàn yên tâm lại, bắt đầu đối phó trong ngục dưới lòng đất mặt chạy ra cường giả. Phong môn cảnh cường giả tin tưởng, dù là Diệp Thần có thông thiên thực lực, cũng không khả năng từ bên trong đi ra. Còn chưa kịp chạy trốn cường giả, từng cái bị chém chết. Ở Thánh Long gia tộc bên cạnh, một người bịt cửa hầm giam cường giả, bị mấy chục người vây công. Toàn thân cao thấp đã vết thương chồng chất, tử vong chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn. Những đất kia tù cường giả, không sợ hãi chút nào, ngược lại có một tia giải thoát thần sắc. Ha ha, các ngươi Thánh Long gia tộc làm sự việc, sớm muộn có một ngày sẽ bị ra ánh sáng. Gã cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người khí tức trên người, đổi được cực kỳ quỷ dị. Oanh! Hắn thân thể đột nhiên nổ tung, những thứ này hỗn tạp huyết mạch, ở trong cơ thể hắn không ngừng đánh vào, căn bản không chịu nổi. Thánh Long gia tộc nơi này trưởng lão, cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Không nên nương tay, toàn bộ chu diệt, không nên để cho những người này có bất kỳ tự bạo có thể. Nháy mắt tức thì, máu tươi đậm đà, không ngừng có tử tù bị vô tình chém chết. Diệp Thần thấy một màn này, lửa giận ngút trời, hắn tự cho mình không phải người tốt, nhưng là vậy không đạt tới Thánh Long gia tộc cái này loại mất trí trình độ. Màu máu khóa long đại trận điên cuồng lay động, Diệp Thần trong lòng rõ ràng, muốn đơn độc dựa vào rất lực hoàn toàn phá không giải được. À! Diệp Thần ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hắn khống chế cửu U Tu La vậy một đôi cặp trong mắt, tràn đầy sát ý, ma khí điên cuồng phun phát ra ngoài. Hắn toàn thân đều đã bị ma khí bao trùm, giống như cái thế ma thần, sau lưng ba đầu sáu tay, điên cuồng cua múa. Oanh oanh oanh! Ma do tâm tiếng, vạn ma thí thiên. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vào lúc này toàn bộ Thánh Long thành bầu trời đột nhiên bây giờ tối lại. Ở trên bầu trời, hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn đang gầm thét, ma khí bao phủ ở Thánh Long thành. Thánh Long thành tất cả võ giả, cũng có thể thấy một màn này, ở bọn họ bên tai, tựa hồ có ma quỷ đang gầm thét. Ma khí ngọn nguồn đến từ Thánh Long gia tộc, tất cả võ giả trong nội tâm rõ ràng. Tuyệt đối là xảy ra chuyện. Nếu không không thể nào sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Huyết ma kiếm xuất hiện vết rách, nhưng ma khí không có dừng lại. Cuồn cuộn ma khí, không ngừng bắt đầu tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Kinh khủng à khí tiến vào Diệp Thần trong cơ thể, để cho Thánh Long gia tộc cường giả cả kinh thất sắc. Diệp Thần và cửu U Tu La lại đang không ngừng leo lên, nếu như một mực tiếp tục như vậy. Sợ rằng màu máu khóa long trận không khống chế được hắn. Ma khí vào cơ thể, Diệp Thần cảm giác mình thân thể sắp bị căng bể như nhau. Trong cơ thể hắn phảng phất có không dùng hết ma khí, từng quyền không biết mệt mỏi đánh đại trận. Toàn bộ đại trận dần dần xuất hiện từng tia vết rách, Diệp Thần trong cơ thể kinh khủng à khí tản mát ra. Thánh Long gia tộc nơi này trưởng lão nhướng mày một cái. Màu máu khóa long đại trận mau muốn không kiên trì nổi. Mọi người nhanh lên một chút tăng cường đại trận. Thánh Long gia tộc trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Bốn tên tinh khiếu cảnh cường giả xông lại, lần nữa chuẩn bị bước ra một giọt máu tươi. Chỉ bất quá Diệp Thần làm sao có thể sẽ để cho bọn họ thuận lợi, thật vất vả mau muốn chạy ra tới. Tuyệt đối không thể lần nữa bị chân áp. Cửu U Tu La cánh tay bỗng nhiên bây giờ mở rộng, phía trên nổi gân xanh, toàn thân khí lực toàn bộ đều tràn vào đến cánh tay bên trong. Oanh! Cửu U tất cả quả đấm bỗng nhiên dùng sức, đánh vào bình phong che chở phía trên. Rắc rắc! Bình phong che chở lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bể tan tành, toàn bộ bình phong che chở bỗng nhiên bây giờ nứt ra. Đại trận bể tan tành trong nháy mắt, kinh khủng hơi thở, tràn ngập ra, nổ dư âm, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được lui về phía sau. Toàn bộ chung quanh đều bị bụi đất tràn ngập, cửu U Tu La một cái màu đen cánh tay trắng kiện. Đột nhiên bây giờ bắt một người trưởng lão cánh tay. Đang bắt ở cánh tay trong nháy mắt, khoảnh khắc bây giờ dùng sức. Oanh! Trưởng lão ứng phó không kịp, đúng cái cánh tay của người đều bị xé xuống. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, ngay tức thì chém ra đi. Ở chém đi ra ngay tức thì, Thánh Long gia tộc một người trưởng lão vậy một đấm oanh đánh ra. Hắn đặc biệt tu luyện một đôi thiết quyền,
dựa vào quả đấm không biết chém giết nhiều ít cường giả. Một quyền tiếp liền một quyền, đưa tới chung quanh không gian một hồi chập chờn. Diệp Thần bóng người điên cuồng lui về phía sau, từng kiếm một chém ra đi. Mỗi một kiếm đều phát huy đến mức tận cùng. Bây giờ Diệp Thần đã không có thời gian tiếp tục lãng phí đi xuống. Hắn có thể cảm giác đến, thân thể truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt cảm, hơn nữa huyết ma kiếm ma khí sắp hao hết. Sợ rằng không cần mấy phút, hắn thì sẽ hoàn toàn yếu ớt, đến lúc đó sợ rằng tùy tiện tới một người, cũng có thể đánh chết hắn. Diệp Thần từng kiếm một quơ múa, xông về Thánh Long gia tộc bên ngoài, hết sức mở một đường máu, nhưng là trưởng lão, làm sao có thể để cho hắn rời đi. Người cản ta, chết! Ma khí điên cuồng bộc phát ra, bất hủ kiếm ý xông ra. Một kiếm này ma khí cuồn cuộn không ngừng, kiếm quang đến mức, giống như diệt thế vậy. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Rất nhanh, cửu U Tu La mờ đi mấy phần. Huyết ma kiếm vậy hoàn toàn rơi xuống, bị Diệp Thần thu hồi luân hồi mộ địa. Thời gian đến. Diệp Thần thân thể truyền tới cực mạnh đau nhói cảm giác. Hắn toàn thân ướt đẫm. Mồ hôi và máu loãng hỗn hợp với nhau. Chật vật không chịu nổi. Hắn cảm giác mình đều phải hôn mê. Diệp Thần để cho cửu U Tu La bùng nổ lực lượng cuối cùng, lao ra một cái đường máu. Sau đó, hắn ôm hôn mê Diệp Lạc Nhi, dùng hết toàn lực xông ra ngoài. Đánh cuộc một lần. Oanh! Ở Diệp Thần từ bên trong lấy ra được thời điểm, một đạo kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên bây giờ tấn công tới. Tiểu tạp chủng, đừng nghĩ chạy. Thánh Long gia tộc một vị phong môn tầng 5 thiên trưởng lão, phóng lên cao. Hắn một đao chém về phía Diệp Thần thân thể. Ánh đao điên cuồng xông về Diệp Thần. Phốc suy. Diệp Thần bị đánh trúng, hắn sau lưng xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Ở hắn bị đánh trúng trong nháy mắt, cả người thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Hắn tốc độ dần dần đổi được chậm lại, trưởng lão chỉ cần ba hơi thở thời gian, là có thể đuổi kịp. Bây giờ Diệp Thần đã không có nhiều ít ma khí, tiếp tục chiến đấu tiếp. Đừng nói phong môn cường giả, coi như đối mặt tinh khiếu cảnh cường giả, vậy không có cách nào ngăn cản. Diệp Thần cuối cùng vẫn là nặng nề ném xuống đất. Hắn thân thể một chuyển, để cho Diệp Lạc Nhi đè ở trên người mình. Hắn không muốn để cho Diệp Lạc Nhi ra một chút việc. Hắn hết sức muốn mở mắt ra, nhưng là căn bản không làm được. Hắn chân thực quá mệt mỏi. Thân thể cắn trả càng làm cho hắn cơ hồ đau đến hôn mê. Vậy phong môn tầng 5 thiên thánh long gia tộc trưởng lão con người vui mừng, không do dự nữa, tay cầm đại đao, biến dạng hư không. Cuồng bạo đao ý hoàn toàn hướng Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi đi. Hôm nay, Long Hồng Thiên hạ lệnh, tất cả mọi người đều phải chết. Hắn lại không thể để cho người sống rời đi. Mắt xem đao ý thì phải chém ở Diệp Thần trên mình, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Không nghĩ tới. Lại có thu hoạch lớn như vậy, trên người người này có Mục Thiếu Gia hơi thở, xem ra Mục Thiếu Gia chết nhất định và người này có quan hệ. Người này ta phải dẫn đi, người vẫn không thể giết. Một cổ khí lãng phun trào, ngay tức thì đem trưởng lão kia ngăn cản ở bên ngoài. Mà Diệp Thần trước mặt, xuất hiện một cái tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên khí tức trên người vô cùng cái uy thế, bất ngờ chính là tôn quý thần quốc Mục Gia người, nuôi phong. Thánh Long gia tộc dị động quá lớn, không cách nào che đậy, Mục Thiên Thịnh liền để cho nhi tử tới cha xem. Lại không nghĩ rằng, không cha xem không sao cả, cha một cái xem, Thánh Long gia tộc lại xảy ra chuyện lớn như thế tình. Mấu chốt người đàn ông này trên mình còn có Mục Dã hơi thở. Vậy phong môn tầng 5 thiên trưởng lão tự nhiên biết Mục Dã thân phận, đây chính là liền tộc trưởng cũng phải cẩn thận phục vụ tồn tại. Hắn vội vàng chắp tay nói, Mục công tử, được. Nuôi phong nhìn đã hôn mê Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, một cái tạo hóa cảnh lại có thể để cho Thánh Long gia tộc như vậy tổn thất thảm trọng, nói ngươi tiêu diệt Mục Dã, ngược lại không phải là không khả năng này. Ta nuôi phong cả đời làm việc vô cùng cẩn thận, còn kiến hôi, ta cũng coi là cứu ngươi một mạng chó, bất quá sao, ở mang ngươi gặp ta phụ thân trước đem ngươi đan điền hoàn toàn hủy đi. Nuôi phong trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng. Dứt lời, năm ngón tay thành chộp, lại rất miễn cưỡng hướng Diệp Thần đan điền nắm lên.
Một khi đụng chạm, đan điền tất hủy. Ngay tại tay hắn muốn chạm được Diệp Thần đan điền thời điểm, hư không nứt ra. Một chi băng tiến qua lại tới, mang vô tận dùng mình. Suy, một tiếng, lại phá vỡ nuôi phong bảo vệ thuẫn ảnh. Lại là rất miễn cưỡng bắn vào nuôi phong trên lòng bàn tay. Cường đại lực lượng lại đem nuôi phong thân thể kéo theo. Hung hãn đóng vào Thánh Long gia tộc một khối phế tích trên mặt đất. Nuôi phong nhìn trước mắt băng tiến cùng với phun ra máu tươi, ngay tức thì sắc mặt đại biến. Lực lượng này, hắn lại liền ngăn trở tư cách cũng không có. Lực lượng này không phải tinh khiếu, càng không phải là phong môn, mà là thái hư. Thánh Long gia tộc chỉ có mấy vị kia bế quan lão già kia mới có thái hư có thể. Chẳng lẽ Thánh Long gia tộc muốn tạo phản? Hắn vậy ứ máu con ngươi chợt hướng một phương hướng bắn tới. Hắn thấy được một cái khăn che mặt thiếu nữ. Thiếu nữ vóc người uyển chuyển, cực kỳ trẻ tuổi, nhưng là chẳng biết tại sao, trên mình tản ra sát ý và dùng mình làm cho lòng người sợ hãi. Mấu chốt nuôi phong phát hiện, hắn căn bản không nhìn ra thiếu nữ này tu vi. Không đúng. Hắn còn phát hiện thiếu nữ này trên mình lại cũng có mục dã hơi thở. Nuôi phong muốn nhổ hết lòng bàn tay băng tiến, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Thật giống như hoàn toàn hàn giống như chết. Cái này, băng tiến rốt cuộc lai lịch ra sao? Thiếu nữ khăn che mặt rơi xuống đất, tuyệt hàn thêm không dính thế tục ánh mắt nhìn lướt qua hôn mê Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Chẳng biết tại sao, lại động dung mấy phần. Giống như bình tĩnh nước hồ nổi lên gợn sóng. Sau đó, ánh mắt đột nhiên bắn vào nuôi phong trên mình, nhiệt độ chợt giảm xuống. Bông tuyết bay rơi. Quỷ dị chính là, trên bầu trời hoa tuyết không phải màu trắng, mà là đỏ tươi vẻ. Nuôi phong con tim sợ hãi hoàn toàn bùng nổ, hắn hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nhưng mà Thánh Long gia tộc người. Vậy phong môn tầng 5 thiên trưởng lão nội tâm run lên. Thầm nghĩ, Thánh Long gia tộc nào có cường giả loại này à? Hắn thậm chí đã đang nghĩ biện pháp rời đi. Hắn phát hiện thiếu nữ xuất hiện, chung quanh hết thảy cũng ngăn cách, nếu như mình không đi thông báo gia chủ điện khẳng định không biết chuyện nơi đây. Hắn theo bản năng lui về phía sau, còn chưa lui mấy bước, một đạo tuyệt hàn thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai, Diệp Thần vết thương trên người, là ngươi gây ra. Phong môn tầng 5 thiên trưởng lão bước chân hoàn toàn ngừng, hắn muốn nói cái gì, nhưng lựa chọn ngậm miệng lại. Được, ngươi nếu không nói, bổn cung coi như là ngươi gây ra. Dứt lời, Ngụy Dĩnh năm ngón tay nắm chặt. Đột nhiên, vậy phong môn tầng 5 thiên trưởng lão dưới chân đột nhiên chia 5 xẻ 7. Hắn phát giác không đúng, muốn đi, nhưng phát hiện hai chân thật giống như đông lại vậy. Sau đó, một đạo cột băng lại từ dưới đất sông lên trời. Rất miễn cưỡng xuyên thấu phong môn tầng 5 thiên trưởng lão thân thể. Từ đầu đến chân, thê thảm không nỡ nhìn. Trong mắt hắn thậm chí còn mở to. Hiển nhiên ở tử vong một khắc kia, bị cực kỳ kinh khủng thống khổ. Còn có các ngươi, Ngụy Dĩnh nhàn nhạt nói. Rồi sau đó, mấy đạo cột băng đồng loạt xuất hiện. Những cái kia còn sống Thánh Long gia tộc trưởng lão toàn bộ chết. Cột băng xuyên qua toàn thân. Điều này đại biểu tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ Ngụy Dĩnh căm giận ngút trời. Nàng tới trễ. Nàng không đành lòng Diệp Thần như vậy. Nàng hết thảy, cũng bởi vì Diệp Thần. Nàng không cho phép người bất kỳ tổn thương Diệp Thần. Nàng có tuyệt hàn đế cung truyền thừa, có tuyệt hàn đế cung còn sống tiền bối cả đời tu vi truyền. Càng nắm trong tay tuyệt hàn đế cung bí mật. Nàng không làm tên dự và quyền lợi mà sống, nàng chỉ bất quá muốn có tư cách bảo vệ cái đó đã từng ở tại nàng cửa đối diện người đàn ông. Người đàn ông kia kêu giáo sư Diệp, kêu Diệp Thần. Bất chi bất giác, cái này bóng của nam nhân triệt để khác ở nàng đầu óc bên trong. Chí ít kinh thành đại học sư phạm mỗi một cái hình ảnh, nàng cũng có thể nhớ lại. Bất chi bất giác, nàng phát hiện mình yêu người đàn ông này. Yêu một người, liền phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Ở Hoa Hạ, ở Côn Lôn Hư, Diệp Thần không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nàng. Ở Linh Võ Đại Lục, nàng muốn thử yên lặng bảo vệ cái này quật cường người đàn ông. Đây là nàng trở thành tuyệt hàn đế cung cung chủ lớn nhất nguyên do. Cái gì Linh Võ Đại Lục bí mật, cái gì Thái Hư chém ách, cái gì cao nhất cung chủ,
đối với một người phụ nữ mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, người nàng yêu. Thánh Long gia tộc chỗ tòa này thiền điện phế tích, mặt đất đóng băng, vô cùng giá rét. Thương khung rơi xuống máu tuyết, cực kỳ quỷ dị. Hàn băng bên trên đứng thẳng một cái quần áo trắng cái khăn che mặt thiếu nữ, như một đóa hoa mai, lăng hàn một mình mở. Mấu chốt băng bên trên còn có từng cây một cột băng. Mỗi một cây cột băng, xuyên thấu trước thi thể lạnh như băng. Hình ảnh này, quá dọa người. Ngụy Dĩnh ánh mắt cuối cùng rơi vào Nuôi Phong trên mình. Nuôi Phong dùng mình một cái, vội vàng nói, ngươi. Ngươi không thể giết ta là thần quốc Mục gia người. Ngươi giết ta thì chẳng khác nào và thần quốc đối nghịch. Ngươi biết bị thần quốc không chết không thôi đuổi giết. Ngụy Dĩnh mặt không cảm giác. Nàng từng bước hướng Nuôi Phong đi tới, cho đến bước chân dừng lại. Bổn cung giết ngươi, thần quốc vậy cản không? Còn nữa, mấy ngày trước, bổn cung còn giết một vị Mục gia người. Cho nên yên tâm, ngươi không phải thứ nhất cái, dĩ nhiên. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta người đàn ông đan điền, ngươi cũng dám đụng, tự tìm cái chết. Nháy mắt tức thì, Ngụy Dĩnh ý định giết người phóng thích. Vô số băng tiến hư không tạo thành. Đồng loạt xuyên qua Nuôi Phong thân thể. Nuôi Phong vạn kiếm xuyên tim. Con người trợn to, hoàn toàn chết. Mà ở cùng thời khắc đó, Mục Thiên Thịnh tự nhiên phát giác Nuôi Phong xảy ra chuyện. Hắn mặt liền biến sắc, vội vàng hướng bên người Long Hồng Thiên nói, không tốt, xảy ra chuyện. Dứt lời, hai đạo thân ảnh cấp tốc hướng thiền điện đi. Long Hồng Thiên sắc mặt vậy hắc đến trình độ cao nhất. Hắn biết sự việc không dối gạt được. Cùng thời khắc đó, thiền điện phế tích bên trong. Ngụy Dĩnh không có hướng Diệp Thần đi tới, mà là nhìn về phía một phương hướng, lẩm bẩm nói, tiền bối, ngươi nhìn lâu như vậy, còn không ra. Dứt lời, một cái cầm bầu rượu ông già cười hì hì đi ra. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái Ngụy Dĩnh, cười một tiếng, bé gái, ngược lại là cảnh giác, bất quá ngươi yên tâm, nói cho cùng, ta và Diệp Thần vẫn là bằng hữu. Hắn uống một hớp rượu, tiếp tục nói, không nghĩ tới cái đó lão già kia sẽ đem cả đời tu vi toàn bộ truyền cho ngươi, cũng may ngươi là vạn năm khó gặp sát huyết hàn thể, có thể chịu đựng, người bình thường đã sớm bạo thể mà chết. Ngược lại có chút ý kiến. Ngụy Dĩnh nhìn một cái Vĩnh Hằng Thánh Vương, trong mắt cũng là hiện lên một tia kính sợ. Nàng nhìn không thấu cái này ông lão tu vi, thuyết minh ông già thực lực so mình còn mạnh hơn. Ngươi nếu là Diệp Thần bằng hữu, vì sao vẫn nhìn hắn kết quả như thế này, cũng không ra tay. Vĩnh Hằng Thánh Vương tìm khối đá ngồi xuống, giơ lên rượu trong tay bình, bé gái, ngươi uống rượu không, rượu này không tệ. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trả lời ta. Vĩnh Hằng Thánh Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta còn bỏ không được cho ngươi uống nữa. Bất quá ngươi vấn đề ta ngược lại là có thể trả lời. Ta không tiện ra tay, thậm chí, ta không thể bại lộ ta xuất thủ hơi thở. Ngụy Dĩnh hàn mi đông lại một cái, nói, ngươi ở ẩn núp cái gì? Ngươi kết quả cái gì tu vi? Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, tu vi. Ha ha, đã rất lâu không có ai hỏi như vậy ta, ngươi nói ta thái hư cũng được. Nói ta chém ách cũng được, ta ở nửa bước chém ách cảnh dừng lại quá lâu, lâu đến ta cũng không biết đã bao nhiêu năm. Ngụy Dĩnh trong lòng cả kinh, vì sao không đột phá? Ngươi sợ ách sấm. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, ta sợ đồ chơi kia làm gì, ta muốn phá vỡ ách sấm, dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá, ta không muốn bị một số người phát hiện ta tung tích. Bé gái, nếu ngươi thừa kế Tuyệt Hàn Đế cung truyền thừa, ngươi cũng biết một ít chuyện tình. Thần quốc chuyến này nước càng ngày càng sâu, người cái thúng trên người rất nặng. Thậm chí, người lại tiếp tục tra được, người biết chết. Đây không phải là uy hiếp. Ngụy Dĩnh trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, ta không sợ chết, coi như ta đối mặt là vượt xa ta tồn tại, ta cũng sẽ là Tuyệt Hàn Đế cung báo thù. Vĩnh Hằng Thánh Vương đứng lên, phủi một cái trên y phục bụi bặm, nhìn về phía hôn mê Diệp Thần, bé gái, người vẫn là không hiểu. Ngươi không có thấy được thần quốc chỗ sâu đáng sợ. Bất quá, người báo thù ngược lại không phải là không có cơ hội. Ta như vậy tu vi đều phải rụt rè e sợ, chính là bởi vì đang bố trí, cục này quan hệ đến người Tuyệt Hàn Đế cung, càng quan hệ đến thiên hạ thương sinh.
Ngụy Dĩnh con người bắt đầu có chút nghi ngờ, hỏi ta như thế nào mới có thể báo thù. Vĩnh Hằng Thánh Vương lại uống một hớp rượu cười một tiếng, vậy hôn mê tiểu tử nhìn thấy không? Vạn cổ cuộc cờ, hắn là duy nhất biến số. Hắn nếu không chết hiểu, thần quốc đều phải thần phục. Nói ta nói đến đây, chính ngươi lĩnh ngộ, còn nữa, ngươi nguy hiểm tới, ngươi dưới mắt không diệt được Thánh Long gia tộc, điểm đến thì ngưng, hết sức mau dẫn Diệp Thần rời đi đi. Thánh Long gia tộc mấy vị kia ngủ say ngàn năm lão giả kia đứng lên, ngươi thì phiền toái. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương biến mất. Ngụy Dĩnh nhìn một cái Diệp Thần, có chút nghi ngờ, Diệp Thần là biến số lớn nhất. Hắn tương lai rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, nàng cảm thụ khí tức chung quanh chập chờn, con ngươi lạnh lẽo, nếu ta không diệt được Thánh Long gia tộc, vậy hôm nay, ta liền bị thương nặng Thánh Long gia tộc. Trong tay của nàng xuất hiện một cái băng hàn kiếm. Đồng thời, Ngụy Dĩnh ngón tay biến dạng không gian, trực tiếp đem Diệp Lạc Nhi và Diệp Thần ném vào. Còn như truyền tới nơi nào, không trọng yếu. Nàng không thể để cho cái này hai người ở lại chỗ này, nếu không dư âm tuyệt đối nguy hiểm. Làm xong hết thảy các thứ này, giữa trời đất cuồng phong nổi lên, Ngụy Dĩnh hướng một phương hướng kiên định đi tới. Ở trước khi rời đi, nàng muốn cho Thánh Long gia tộc còn có thần quốc Mục gia cảm nhận được nàng Ngụy Dĩnh tức giận. Một ngày sau, đông vực một nơi cũ nát tong nhà lá mặt, Diệp Thần nằm ở trên một cái giường mặt, bên cạnh còn đứng một cái 13-14 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, trên mặt viết đầy trẻ trung. Hắn cả người bị vải xô bọc, trên mặt không thấy máu sắc, đột nhiên hắn chậm rãi mở mắt. Người tỉnh. Diệp Thần ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái đuôi ngựa bím tóc bé gái. Đây là nơi nào? Hắn nhớ ban đầu cửu U Tu La mở ra một cái đường máu, sau đó mình mang Diệp Lạc Nhi lao ra, tỉnh lại liền phát bây giờ chỗ này. Nơi này là đông vực thần kiếm cung. Bé gái mới vừa nói xong, cửa phòng mở ra, một người ông già ăn mặc áo quần cũ rách, đi tới. A nhân, người đi ra ngoài trước, ta và thằng nhóc này có một số việc nói. Ông già tiếng nói vừa dứt, A nhân nhẹ khẽ gật đầu, hướng về phía Diệp Thần hì hì cười một tiếng, xoay người liền rời đi. Diệp Thần nhìn một cái ông già, phát hiện tu vi không hề cao. Trước mắt hắn trạng thái cũng không tốt, linh lực trong cơ thể không thể vận dụng, chi nhiều hơn thu lực lượng cắn trả để cho hắn thống khổ không dứt. Bất quá lấy hắn bất hủ thần thể và luân hồi huyết mạch, hẳn 2-3 ngày là có thể khôi phục. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi phải cùng mình cùng đi ra ngoài mới đúng, vì sao không thấy? Ông già thấy Diệp Thần hốt hoảng như vậy, vội vàng nói, người nói đúng cái đó bé gái đi, chính ở bên kia. Nữ oa kia thương thế rất nặng, ta để cho tông môn y thuật thánh thủ xem qua, không có bất kỳ biện pháp. Còn hy vọng ngươi nén bi thương. Diệp Thần theo ông già ngón tay phương hướng nhìn, khi thấy Diệp Lạc Nhi yên lặng nằm, không khỏi thở ra một hơi. Hắn chật vật đứng dậy đi tới Diệp Lạc Nhi bên người, ngón tay lại là chạm được Diệp Lạc Nhi mạch đập. Hồi lâu, hắn dài xuýt một hơi, khá tốt. Hiện tại Diệp Lạc Nhi chủ yếu vấn đề chính là trong cơ thể lôi hồ, cùng với vết thương chồng chất thân thể. Những thứ này hắn cũng có biện pháp giải quyết, chỉ bất quá cần thời gian. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là bị kẻ thù đuổi giết chứ? Lão kia người đi lên, quan tâm nói. Thật sự là hắn phát hiện cái này hai người lúc đó, thương thế quá nặng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, tiền bối, nếu như lo lắng xảy ra chuyện, ta có thể rời đi. Ha ha, ta muốn lo lắng, ban đầu cũng sẽ không cứu ngươi, nơi này là thần kiếm cung địa bàn, không cần lo lắng kẻ thù tìm ngươi. Tiếp theo thẩm lão lại cùng Diệp Thần nói một ít chuyện tình, liền để cho hắn an tâm ở. Ở đông vực thần kiếm cung, mặc dù không tính là thế lực cao cấp, nhưng cũng thuộc về nhất lưu. Bất quá toàn thể yếu hơn tại Huyền Nguyệt Tông mấy phần. Nơi này phân là tạp dịch, ngoại môn, nội môn, đệ tử nòng cốt. Thẩm lão ban đầu cũng là ngoại môn đệ tử, sau đó bởi vì một chuyện đắc tội người, bị người phế bỏ, lại là xuống cấp, mới sẽ ở cái này tạp dịch khu vực. Hơn nữa còn là kém nhất tạp dịch khu. Kế tiếp một ngày, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi cũng ở tại tong nhà lá, thẩm lão sẽ cầm ra một ít thuốc, chữa trị hắn thương thế, mặc dù dược liệu cực kỳ nhỏ, nhưng là Diệp Thần vậy tiếp nhận,
hắn chủ yếu dựa vào tự thân tu bổ. Diệp Thần vậy không nghĩ tới, mình lại đi tới nơi này. Liên quan tới linh võ đại lục đông vực hắn cũng đại khái biết rõ một chút, toàn thể thực lực ở mấy vực bên trong không tính là yếu, hơn nữa xa xa mạnh hơn Tây vực. Diệp Thần dự định ở chỗ này nuôi mấy ngày tổn thương, cùng hoàn toàn khôi phục, liền hồi một chuyến Huyền Nguyệt Tông, hơn nữa để cho người khác hỏi dò một chút Thánh Long gia tộc sự việc. Hắn phải làm rõ ràng sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Còn có những thứ khác tử tù còn sống hay không? Hiện tại hắn tự nhiên không thể đi, bởi vì Thánh Long gia tộc tất nhiên bày trận mà đợi. Buổi trưa ăn cơm, A Nhân đỡ Diệp Thần, đi tới tiểu viện bên ngoài. Thẩm lão tiểu viện ở đệ tử ngoại môn dưới núi, hắn đời này nhất hy vọng có thể lần nữa làm thần kiếm cung đệ tử, sau đó biết thực lực mình không thể nào khôi phục, liền đem một thân hy vọng ký thác vào A Nhân trên mình. A Nhân vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy bây giờ thực lực, năm nay liền có thể tham gia khảo hạch. Đối với hết thảy các thứ này, Diệp Thần cũng là cười một tiếng chi, hắn đối với thần kiếm cung ngược lại là không ý tưởng gì. Chỉ hy vọng mình thương thế khôi phục sau này, lập tức rời đi. Diệp Thần một bên phơi nắng, vừa suy nghĩ một ít chuyện tình, A Nhân đứng ở bên cạnh vậy không có quấy rầy. Diệp đại ca, ngươi nói lần khảo hạch này, ta có thể thành công hay không? Giờ phút này A Nhân có chút mê mang mở miệng, khoảng cách thần kiếm cung đệ tử ngoại môn khảo hạch, chỉ còn lại một ngày thời gian. Để cho nàng vô cùng thấp thỏm, không biết có thể thành công hay không. Ta tin tưởng ngươi, nhất định không có vấn đề. Diệp Thần mở miệng cười nói, thông qua mấy ngày này sống chung, hắn cũng biết A Nhân vô cùng cố gắng. Ở thần kiếm cung có thể khảo hạch không tới quá tốt hạng, bất quá tiến vào bên trong vấn đề không lớn. Hai người câu có câu không nói chuyện phiếm, mấy ngày nay Diệp Thần cũng khó được hưởng bị cuộc sống yên tĩnh. Buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh, hai người đến tối nhưng phát hiện Thẩm lão vẫn chưa về. Diệp đại ca, người nói ra ra có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? A Nhân lo lắng mở miệng nói. Bình thường Thẩm lão lên núi hái thuốc, theo lý thuyết đến tối sớm nên trở về. Lại cùng 2 giờ, nếu như vẫn chưa về, chúng ta đi ngay tìm. 2 tiếng trôi qua, Diệp Thần và A Nhân còn không nhìn thấy Thẩm lão bóng người. Đi thôi, chúng ta đi Vạn Long núi. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, nắm tay A Nhân rời đi, Vạn Long núi đi ngang qua mấy vạn dặm có vô số yêu thú và kỳ chân dị bảo. Thẩm lão vậy cũng sẽ ở Vạn Long núi vòng ngoài hái thuốc, màn đêm bên trong Diệp Thần kéo A Nhân từng bước một đi tới trước. Vốn là A Nhân còn có chút khiếp đảm, thấy Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, hơi an tâm. Trước mắt Diệp Thần cảnh giới cũng không có khôi phục, mặc dù không có thể vận dụng linh lực trong cơ thể, bất quá thân xác lực lượng, đã dần dần tỉnh lại. Đối phó vậy vận may tinh khiếu cường giả, không có bất kỳ vấn đề. Bất quá đối với Vác Phong môn, khẳng định không được. 3 tiếng sau đó, Diệp Thần và A Nhân đi tới Vạn Long ngoài núi vây. Diệp đại ca, ra ra một mực ở những chỗ này hái thuốc. Trước vẫn luôn là A Nhân và Thẩm lão hai người đi hái thuốc, bất quá bởi vì Diệp Thần cần phải có người chiếu cố, gần đây A Nhân vẫn không có đi theo đi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác đến không khí chung quanh bên trong, tràn ngập một tia mùi máu tanh. Chúng ta đi. Đi theo mùi máu tanh, Diệp Thần và A Nhân từng bước một đi tới trước, rốt cuộc ở 10 phút sau đó, thấy được Thẩm lão. Làm Diệp Thần thấy Thẩm lão trong nháy mắt. Trong nội tâm tức giận hoàn toàn không áp chế được. Thẩm lão bị trói ở trên một cây đại thụ mặt, áo quần mặt trên còn có từng đạo vết máu, ở bên cạnh hắn, còn có hai người võ giả, đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ. Lão gia, vội vàng đem xích diễm cỏ dao ra. Thẩm lão dưới mắt không có tu vi, đã bị quất đánh được thoi thóp. Dừng tay, A Nhân bên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, trong nháy mắt chạy tới. Cái này hai người võ giả đều là thần kiếm cung ngoại môn đệ tử, đi tới Vạn Long núi lịch luyện, phát hiện Thẩm lão tìm được một bụi xích diễm cỏ, động tâm tư. Thẩm lão hàng năm hái thuốc, cũng sớm đã phát hiện bọn họ hai người, len lén cầm xích diễm cỏ cho giấu đi. Mới có hiện tại một màn này. Còn có một cái bé gái, mặc dù tuổi còn nhỏ liền điểm, nhưng cũng không tệ, xem ra anh em chúng ta hai người diễm phúc không cạn. Bọn họ hai người cũng sớm đã thấy Diệp Thần,
bất quá căn bản không có để ở trong lòng. Một cái người phàm mà thôi, tùy ý có thể xoa nặn. Còn như A Nhân, cảnh giới rất thấp, bọn họ hai người, tùy tiện một người ra tay là có thể giải quyết. A, A Nhân, các ngươi hai cái làm sao tới, chạy nhanh một chút. Thẩm lão mơ mơ màng màng mở miệng, vốn là tìm được xích diễm cỏ chính là để lại cho A Nhân, hy vọng ngoại môn thi đấu có thể lấy được một cái thành tích tốt. A Nhân không nói gì, lau sạch trong mắt nước mắt, nhìn hắn hai người chúng ta. Ở hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Thần bước ra một bước, đi tới A Nhân trước mặt. Cái này hai người hay là giao cho ta đi. Tạo hóa cảnh võ giả, Diệp Thần thật không có nhìn ở trong mắt. A Nhân muốn nói gì, thấy Diệp Thần không cho phép nghi ngờ ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở phía sau. Một con kiến hôi, cũng muốn xen vào việc của người khác, tự tìm cái chết. Trong đó một người tạo hóa cảnh võ giả, khinh thường nhìn Diệp Thần một mắt, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới, sau đó cầm chặt quả đấm. Một quyền này dưới đầu đi, hắn tin tưởng có thể trực tiếp trong nháy mắt giết Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại có một tia như có như không ý giễu cợt. Như vậy rác dưới, hắn chưa bao giờ coi ra gì. Ở thần kiếm cung ngoại môn đệ tử xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần nâng lên cánh tay, một cái tát trực tiếp quất tới. Bót! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, thần kiếm cung đệ tử ngoại môn bóng người ở giữa không trung bên trong tới một cái 360 độ lớn xoay tròn, rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có sống. Ở phía xa nhìn tạo hóa cảnh võ giả, hù được thiếu chút nữa quỳ ngã trên mặt đất. Tạo hóa cảnh võ giả, lại bị người một trưởng cho quất chết. Điều này sao có thể? Đáng tiếc sự thật liền đặt ở trước mắt, cho không được hắn nghi ngờ. Ngươi không nên tới, tới nữa nói, ta liền giết chết hắn. Hắn đem một thanh kiếm đặt ở thẩm lão phía trên cổ, khiếp đảm mở miệng nói. Rõ ràng có thể gặp, trán hắn toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, nhỏ xuống đất. Một cái người phàm có thể một cái tát tát chết tạo hóa cảnh võ giả, chân thực có chút quá mức tà môn. Ở ta trước mặt, người còn không có uy hiếp tư cách. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, cả người bạo bắn ra, chỉ có thể xem về chỗ cũ tàn ảnh. Tên kia võ giả hù được cả kinh thất sắc, vừa mới chuẩn bị một kiếm chém chết thẩm lão, nhưng phát hiện mình một cánh tay đã bị Diệp Thần bẻ gãy. Diệp Thần tốc độ chân thực quá nhanh. Hắn cố nhiên tu vi không có khôi phục, lực lượng của thân thể cũng là kinh người. Tên kia võ giả cánh tay ngay tức thì hóa là xương máu. Diệp Thần bên trong đôi mắt thoáng qua vẻ chán ghét thần sắc, sau đó cầm lên trên mặt đất kiếm. Một kiếm xuyên thấu tim hắn. Thẩm lão đã bị kinh ngạc đến ngây người, A Nhân che miệng, đầy mắt không thể tin thần sắc. Hai người tạo hóa cảnh cường giả, cứ như vậy bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay đánh chết. Cái này thần bí người đàn ông kết quả thực lực gì? Hắn không phải bị thương sao? A Nhân, hai người chúng ta cầm ra ngươi mang về. Khi nghe gặp Diệp Thần thanh âm, A Nhân mới phản ứng được, tháo ra thẩm lão sợi dây. Diệp Thần cõng thẩm lão kéo A Nhân tay nhỏ bé rời đi, còn như cái này hai cái võ giả thi thể, sợ rằng tối nay cũng sẽ bị yêu thú chiếm đoạt. Trở lại chỗ ở, thẩm lão đã không có gì đáng ngại, chỉ bất quá thân thể còn có một chút đau đớn. Dẫu sao bị chỉ là bị thương da thịt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ không xuất hiện bất kỳ sự việc. Thẩm lão ở bên trong phòng cầm Diệp Thần kêu đến, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Thần, người giết chết hai người ngoại môn đệ tử, nếu như thần kiếm cung cha đi ra ngoài, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, không bằng và A Nhân cùng nhau tham gia bên ngoài môn khảo hạch đi. Thần kiếm cung ngoại môn đệ tử bị giết, rất dễ dàng liền tra được, nếu như Diệp Thần gia nhập thần kiếm cung mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ sự việc. Đông vực giết người rất thường gặp, thậm chí tông môn còn khích lệ giết người, như vậy tên yếu sẽ bị đào thải, đến lúc đó lưu lại cường giả. Chỉ bất quá một cái người ngoài, sát tông cửa đệ tử tính chất cũng không giống nhau. Thẩm lão, chuyện này sau này hãy nói. Đối với giết chết hai người ngoại môn đệ tử, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng mặt. Nếu quả thật bị phát hiện, hắn đến lúc đó dọn ra nơi này là được. Còn như gia nhập thần kiếm cung ngoại môn đệ tử, Diệp Thần đáy lòng là bài xích, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ngày mai A Nhân muốn tham gia khảo hạch,
cái này một người già một trẻ đối với mình trợ giúp không thiếu, khảo hạch nếu là có bất ngờ, mình cũng có thể ra tay mấy phần. Coi như là che chở A Nhân, trả lại mấy ngày này ân tình đi. Dẫu sao hắn hẳn lập tức sẽ phải rời khỏi. Cuộc đời này cũng khó sẽ cùng cái này một người già một trẻ gặp mặt. Hơn nữa, Diệp Thần cũng tò mò cái này thần kiếm cung khảo hạch, nghe nói thần kiếm cung khảo hạch lấy kiếm đạo tiềm lực vi tôn. Hắn thật là tò mò, không có khôi phục tu vi mình, kiếm đạo tiềm lực rốt cuộc có mấy phần. Thẩm lão nhẹ than thở một tiếng, vậy nhìn ra Diệp Thần không thèm để ý, bất quá cũng không tốt nói gì nữa. Rất nhanh, một ngày thời gian, chớp mắt liền đi qua, thần kiếm cung ngoại môn đệ tử ngày khảo hạch đến. Thẩm lão đã không có cơ hội tiến vào thần kiếm cung, chỉ có thể cầm một thân hy vọng gửi nhờ đến cháu gái trên mình. Thời điểm khảo hạch hết sức mà là, nếu như không thể thông qua vậy không có sao, qua 2 năm vẫn có thể tiếp tục khảo hạch, lần này nhất định phải nghe Diệp Thần nói. Thẩm lão tự cứu về Diệp Thần, cũng biết bất phàm của hắn chỗ, ban đầu cứu mình, vậy chứng minh một điểm này. Diệp Thần và A Nhân rời đi phòng nhỏ, thẩm lão đứng ở ngoài cửa đợi hồi lâu, bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt. Thẩm lão phòng nhỏ ngay tại thần kiếm cung dưới núi, hai người rất nhanh sẽ đến thần kiếm cung phía ngoài cửa chính. Toàn bộ thần kiếm cung có 12 ngọn núi, muốn đi vào ngoại môn, thì nhất định phải tiến vào một ngọn núi bên trong. Bọn họ hai người đi tới thần kiếm cung bên ngoài cửa chính, phát hiện như biển người. Liên quan tới khảo hạch sự việc, thẩm lão đã giải thích qua. Giai đoạn thứ nhất chính là tiến vào ảo trận bên trong, khảo nghiệm kiếm tâm. Chỉ có kiếm tâm đạt tới 100 trượng mới tính hợp cách, ở về phương diện này thì phải soát hết 2/3 võ giả. Thần kiếm cung lấy kiếm nhập đạo, cơ hồ người người học tập kiếm pháp. Kiếm tâm là nhất khâu trọng yếu, có thể đại biểu một người thiên phú kiếm đạo. Đối với cái này phương diện, Diệp Thần hoàn toàn không quan tâm, hắn lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý, kiếm đạo phương diện thiên phú, khó có thể tưởng tượng. A Nhân có chút bận tâm còn có chút kích động, đây chính là nàng lần đầu tiên tham gia khảo hạch, cũng không biết có thể thông qua hay không. Nàng không muốn để cho gia gia mình thất vọng. Ở thần kiếm cung bên ngoài, trẻ tuổi võ giả cuồn cuộn không ngừng giải thích như thế nào gia nhập thần kiếm cung, sau đó trở thành người người kính ngưỡng cường giả. Đối mặt những người tuổi trẻ này, Diệp Thần ngược lại có chút hâm mộ. Hắn cũng sớm đã không trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn, trải qua sự việc quá nhiều, để cho hắn nội tâm phát sanh biến hóa. Chờ đợi 15p thời gian, thần kiếm cung cửa rộng mở, xuất hiện 12 tên nửa bước phong môn cường giả. Cái này 12 tên nửa bước phong môn cường giả, đều là thần kiếm cung 12 ngọn núi đường chủ. Hy vọng có thể ở ngoại môn đệ tử bên trong tìm được một ít hạt giống tốt, tiến hành đào tạo. Làm thập nhị đường chủ xuất hiện một khắc, vốn là huyên náo mọi người trong nháy mắt yên lặng như tờ. Một đôi cặp tròng mắt khẩn trương nhìn, chờ một chút nhưng mà quyết định bọn họ vận mạng một khắc. Làm sao không để cho bọn họ khẩn trương, kích động. Thần kiếm cung khảo hạch, ta tin tưởng các ngươi đều biết, bổn đường chủ không nói thêm nữa, hy vọng các ngươi có thể trở thành thần kiếm cung một thành viên, một số năm sau, để cho thần kiếm cung lấy các ngươi làm vinh. Một người đường chủ tiếng nói vừa dứt, bọn họ từng cái ngồi ở trên ghế, trong tay cầm ra một cái lệnh bài. Lệnh bài bị bóp vỡ trong nháy mắt, toàn bộ đại trận ầm ầm lên. Mấy chục ngàn võ giả bị bao phủ đến lớn trận bên trong. Diệp Thần và A Nhân cũng ở đây bên trong, đột nhiên bây giờ, Diệp Thần đầu óc bên trong, hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm đập vào mặt. Diệp Thần trong nội tâm không có chút nào chập chờn, hết thảy các thứ này chỉ bất quá giả tưởng mà thôi. Mỗi một người trên gương mặt mặt bộc lộ ra ngoài diễn cảm không giống nhau, thậm chí có những người này sợ tè ra quần. Như vậy võ giả, trong nháy mắt liền bị đào thải, trên căn bản vô duyên gia nhập thần kiếm cung. Ở toàn bộ thần kiếm cung, chỉ xem thiên phú kiếm đạo, còn như cái khác căn bản cũng không để ý. Trần Dịch, cũng không biết lần này có mấy người, có thể xuất hiện kiếm tâm ngàn trượng hạt giống tốt. Trong đó một người nửa bước phong môn đường chủ mở miệng nói, mắt nhìn bị trận pháp bao phủ mọi người. Kiếm tâm ngàn trượng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện tới tạo hóa cảnh trên căn bản không có bất kỳ vấn đề. Hiện tại còn chưa biết. Bất quá Lý gia Lý Vinh thiên phú kiếm đạo không tệ, có cơ hội đột phá đến ngàn trượng. Thập nhị đường chủ,
người một lời ta một lời, cũng hy vọng có thể xuất hiện tốt thiên tài. Gần đây cái này trăm năm, thần kiếm cung thu thiên tài càng ngày càng thiếu, lại tiếp tục như vậy. Thần kiếm cung sớm muộn có một ngày sẽ sa sút. Một cái tông môn mạnh mẽ, không chỉ là cường giả nhiều, còn cần huyết dịch tươi. Mau xem, cái đó bé gái. Đây là một vị xinh đẹp phụ nhân đột nhiên mở miệng, ở Diệp Thần bên người an nhân, kiếm tâm đã đạt tới 1100 trượng. Được, không tệ. Một người đường chủ vỗ tay khen hay, cái này mới vừa khảo hạch liền xuất hiện ngàn trượng thiên tài, để cho bọn họ nội tâm cực kỳ kích động. Cái này bé gái ta đã dự định thu làm đệ tử. Xinh đẹp phụ nhân trực tiếp mở miệng, kiếm tâm ngàn trượng thiên phú, có tư cách trở thành nàng đệ tử, hơn nữa hiện tại bất quá mới vừa bắt đầu, nói không chừng có thể đột phá đến 2000 trượng. Tuyết Đình, các ngươi các loại Hoa Kiếm Phong nữ đệ tử không thiếu, còn không bằng nhường cho chúng ta Thiên Kiếm Phong. Từng cái đường chủ bắt đầu trả giá, ai không hy vọng mình đỉnh núi xuất hiện thiên phú đệ tử giỏi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, có võ giả đạt tới 300 trượng cũng có võ giả đạt tới 600 trượng. Trước mắt mới ngưng, xuất hiện ngàn trượng võ giả chỉ có 3 người. An Nhân, Lý Vinh còn có một người tán tu. Cái này 3 người để cho thập nhị đường chủ hết sức tranh đoạt, thiên phú đệ tử giỏi cũng không ai ngại hơn. Còn như Diệp Thần bên này không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có ai chú ý, tựa như bị quên vậy. Thậm chí thập nhị đường chủ đều đã dự định trực tiếp đào thải Diệp Thần. Liền một trưởng cũng không có xuất hiện, thiên phú kiếm đạo đơn giản là phế củi. Dù là kém nhất võ giả đều đã đạt tới 20 trưởng. Nhất bị chú ý chỉ có A Nhân 3 người, để cho thập nhị đường chủ ồn ào được không thể tách rời ra. Mau xem! Trong đó một người đường chủ trợn to hai mắt, phát hiện A Nhân bên người Diệp Thần, sau lưng thiên phú kiếm đạo đã đạt tới 600 trưởng. Nếu là như vậy, cũng sẽ không đưa tới chú ý, chỉ bất quá tăng trưởng tốc độ chân thực quá nhanh. Cơ hồ một cái chớp mắt thời gian, liền đạt tới 600 trượng. Chưa bao giờ nghe, làm hắn tiếng nói vừa dứt, thập nhị đường chủ nhìn lại, phát hiện ở nơi nào là 600 trượng, đã ở trong nháy mắt đạt tới 1600 trượng, hơn nữa căn bản không có dừng lại, tốc độ vậy không có chút nào giảm bớt. T. Thập nhị đường chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước mắt cao nhất cũng không quá Lý Vinh, 1800 trượng. Nhưng mà Diệp Thần hiện tại ước chừng trong nháy mắt, liền đạt tới 2000 trượng, hơn nữa không có chút nào dừng lại. Tốt, 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 ta thần kiếm cung phải ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Kiếm tâm đạt tới 2000 trượng, tương lai đột phá đến phong môn, cơ hồ không có bất kỳ vấn đề. Thậm chí chỉ cần có tài nguyên và cơ duyên, thần kiếm cung càng có thể ra đời thái hư cường giả. Ta đây muốn xem, tên tiểu tử này kiếm tâm, có thể đạt tới nhiều ít trượng. Bọn họ thân là 12 đỉnh núi đường chủ, đã rất lâu không có kích động như vậy qua. Ban đầu có một người tuyệt thế thiên kiêu, kiếm tâm đạt tới 5000 trượng, làm cho cả thần kiếm cung cũng rung động. Thần kiếm cung toàn lực đào tạo tên kia thiếu niên, hắn vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng 10 năm thời gian, đạt tới phong môn cảnh cường giả, nhưng mà cuối cùng. Chuyện này vẫn là thần kiếm cung chỗ đau. Đã 4000 trượng. Trong đó một người đường chủ mở miệng nói, hiện tại 12 cái cường giả ánh mắt, một mực chú ý Diệp Thần. Còn như Lý Vinh bọn họ, căn bản không có người đi chú ý. Không phải Lý Vinh bọn họ thiên phú không tốt, mà là Diệp Thần biểu hiện quá mức chói mắt. Thập nhị đường chủ từng cái sắc mặt đỏ thắm, thậm chí trong tròng mắt còn có vẻ điên cuồng thần sắc. Từng cái giống như ăn thuốc kích thích vậy. Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Thập nhị đường chủ từng cái lẩm bẩm nói nhỏ, làm Diệp Thần thiên phú kiếm đạo đột phá đến 5000 trượng thời điểm. Từng cái đường chủ cũng không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ quấy rầy đến Diệp Thần. Thương đường chủ, người cho ta một cái tát, nhanh lên một chút. Ta cảm giác mình đang nằm mơ. Bót, một cái tát đi xuống, mặc dù chỉ là vận dụng thân thể lực đạo, bất quá vậy đau hắn ai nha toét miệng. Hi hi, thật không phải là đang nằm mơ. Chúng ta thần kiếm cung, phải ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Bị người tát một cái, hắn căn bản không tức giận, thậm chí trên mặt vui vẻ. Bọn họ cả đời cũng dâng hiến cho thần kiếm cung, hy vọng thấy nhất chính là từng cái thiên tài gia nhập. Nhưng mà 5000 trượng,
cũng không phải là Diệp Thần điểm cuối, còn đang không ngừng lên cao. 6.000 trượng, 7.000 trượng, 9.000 trượng, 10.000 trượng. Đạt tới 1.000.000 trượng thời điểm, thập nhị đường chủ chỉ cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn. Oanh! Vào giờ khắc này, toàn bộ đại trận đột nhiên bây giờ tan vỡ. Ở giữa thiên địa truyền tới ông ông tiếng vang, giống như sấm vậy. Ở trên bầu trời, tạo thành một cái đế vương hư ảnh, đế vương hư ảnh đúng lúc là Diệp Thần. Vèo vèo vèo, mấy chục ngàn võ giả trên người kiếm, lại cùng nhau bay hướng bầu trời, đứng ở đế vương hư ảnh trước mặt. Cái này, đây là thiên địa dị tượng. Trong đó một người đường chủ, trợn to hai mắt trực tiếp đứng lên, một cặp tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bầu trời. Vốn là khảo hạch đệ tử, đột nhiên bây giờ bị cắt đứt, từng cái vọng hướng bầu trời. Trên bầu trời, Diệp Thần ngưng tụ đế vương hư ảnh, bước ra một bước, vây quanh ở bên cạnh hắn lợi kiếm, phát ra ông ông tiếng vang, tựa hồ thần phục với Diệp Thần. Vạn kiếm thần phục, Diệp Thần tựa như giống như là kiếm đạo đứng đầu. Đúng cái thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm thất sắc. Ta có một kiếm có thể chém trời chăng sao? Diệp Thần ngưng tụ đế vương hư ảnh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bầu trời truyền tới một tiếng nổ vang. Vạn kiếm chém hướng bầu trời, tựa như thương khung xuất hiện một đạo liệt ngân. Oanh! Thiên địa dị tượng kết thúc, Diệp Thần vẫn nhắm hai mắt mâu, hắn cũng không biết phát sinh hết thảy. Ở trong ảo cảnh mặt, hắn trở thành vạn kiếm đứng đầu, thần đình đều phải quỳ bái hắn. Tựa như hắn chính là ở giữa thiên địa người mạnh nhất. Thời khắc này hắn đang luân hồi mộ địa bên trong. Lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mà Diệp Thần có chút cổ quái, kinh ngạc nói, sư tôn, người vội vội vàng vàng kêu ta có phải hay không bởi vì ta thiên phú kiếm đạo quá nghịch thiên. Dẫu sao hắn nắm trong tay kiếm ý quá nhiều. Nhưng mà, Phong Thanh Dương không có bất kỳ khen chê, ánh mắt ngưng trọng bên trong lại vẫn mang vẻ kích động và ướt át. Vậy làm sao? Sư tôn! Diệp Thần lại kêu mấy câu. Phong Thanh Dương cái này mới phản ứng được, hắn nhìn về phía Diệp Thần, vô cùng nghiêm túc. Diệp Thần, người thiên phú kiếm đạo cố nhiên nghịch thiên, nhưng đây không phải là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Ngươi có thể nhớ ta đã từng muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói, tìm ngươi lục đạo cái hộp kiếm. Phong Thanh Dương bước ra một bước, kiếm ý ngang dọc, hơi thở mờ ảo. Không sai, mới vừa rồi ta cảm giác được ta đã từng ở lại linh võ đại lục cái đó cái hộp kiếm. Ngay tại, thần kiếm cung. Cái gì? Giờ khắc này, đến phiên Diệp Thần không bình tĩnh. Đã từng. Luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương mộ bia thời điểm thức tỉnh, Phong Thanh Dương liền muốn cầu Diệp Thần tìm lục đạo cái hộp kiếm. Diệp Thần là cảm giác qua lục đạo kiếm thần cái hộp kiếm có kinh khủng dường nào. Ước chừng thần niệm lực lượng, là có thể dung chuyển phong môn cường giả. Nếu như thật thể, vậy muốn cái gì cấp bậc tồn tại? Mấu chốt, lục đạo cái hộp kiếm tại sao sẽ ở thần kiếm cung? Thần kiếm cung toàn thể thực lực cũng không thể coi như là linh võ đại lục thế lực cao cấp mới đúng. Chẳng lẽ cái này bên trong chuyện gì xảy ra? Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, nói, sư tôn, cái hộp kiếm ở nơi nào? Nếu đi tới nơi này, ta nhất định vì ngươi lấy lại cái hộp kiếm. Phong Thanh Dương nhắm mắt lại cảm thụ mấy phần, cuối cùng lắc lắc đầu nói, mới vừa kiếm ngươi ý dẫn động thiên địa dị tượng ngay tức thì, ta cảm giác được, nhưng là hiện tại kết thúc. Ta lại mất đi liên lạc. Bất quá có một việc có thể xác định, cái hộp kiếm tất nhiên ở thần kiếm cung địa vực bên trong. Nếu như đạt được kiếm này hạp, ta dạy ngươi trảm thiên nhất kiếm, phần thiên nhất kiếm, cũng có thể tăng cường. Thậm chí ngươi trước đây không lâu trạng thái cực hạn hạ thi triển kiếm thứ ba, ngươi cũng có thể ngoại lệ lần nữa thi triển. Dĩ nhiên những thứ này cũng không trọng yếu nhất chính là, ta thất lạc cái hộp kiếm có thể có ta thân phận thật sự tung tích. Ta cố gắng nhớ lại ta bị kẹt hình ảnh, nhưng là phát hiện trí nhớ một phiến chỗ trống, thậm chí ta không cách nào dùng thuật pháp và bản thể thành lập liên lạc. Nghe được câu nói sau cùng, Diệp Thần con ngươi nghiêm túc, sư tôn, có phải hay không là có người cắt đứt liên lạc? Xem ra cái này lục đạo cái hộp kiếm, sao ta tưởng tượng trọng yếu hơn? Phong Thanh Dương hai tay chắp sau lưng, đi tới lùi mấy bước, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Diệp Thần, đồ nhi.
muốn biết ta bản thể bị kẻ tung tích, còn có một cái phương pháp, đó chính là tìm được ngươi Côn Lôn hư những cái kia bị kẹt sư tôn. Bọn họ bị kẹt, thậm chí còn Băng Kiếm và ngoài ra một vị đại năng ở Càn Khôn sát vực bị kẹt, đều có thần quốc bóng dáng. Thần quốc rốt cuộc đang làm gì? Luân hồi mộ địa tại sao đoạn lấy chúng ta thần niệm, cái này sợ rằng chỉ có đến cuối cùng mới có thể biết. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài tình huống cần ngươi tới đối phó. Diệp Thần gật đầu một cái, suy nghĩ rời đi luân hồi mộ địa. Làm Diệp Thần lúc thanh tỉnh lại, phát hiện thập nhị đường chủ đang nhìn hắn, trong mắt nóng bỏng, hận không được nhào qua. Những thứ này thần kiếm cung cường giả, sẽ không cũng có một ít đặc biệt thích chứ. Diệp Thần nhỏ giọng mở miệng nói. Đứa nhỏ, không bằng gia nhập chúng ta các loại Hoa Kiếm Phong như thế nào. Đột nhiên bây giờ Tuyết Đình đi tới Diệp Thần trước mặt, một bộ hiền hòa hình dáng. Diệp Thần còn không có làm rõ ràng tình trạng, Tuyết Đình tiếp tục mở miệng nói, chúng ta các loại Hoa Kiếm Phong không có bất kỳ một người nào nam đệ tử, toàn bộ đều là xinh đẹp như hoa thiếu nữ, ngươi thích cái nào, sẽ để cho ngươi trực tiếp và nàng thành thân. Các loại Hoa Kiếm Phong đường chủ một lời kinh người, thiếu chút nữa để cho Diệp Thần một miệng lão máu phun ra. Đây rốt cuộc tình huống gì? Tuyết Đình, người cái lão yêu bà, người nào không biết các ngươi các loại Hoa Kiếm Phong. Chỉ lấy nữ đệ tử, ta xem bên cạnh hắn cô gái cũng không tệ, nhường cho ngươi. Đây là, lại một manh mối chủ xông lại, sau khi nói xong, nhìn Diệp Thần mở miệng nói, chỉ cần ngươi gia nhập ta thần kiếm đỉnh, lập tức ngươi cho ta thần kiếm đỉnh chỉ có một chuôi thần khí, đến lúc đó nhiệm kỳ kế đường chủ chính là ngươi. Vèo vèo vèo, thần kiếm cung đường chủ từng cái đi tới Diệp Thần trước mặt, rất nhiều hạ vô số chỗ tốt. Mặc dù Diệp Thần không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bất quá tình huống trước mắt, hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra. Vốn là khảo hạch đệ tử, tất cả đều sững sờ, đây là tình huống gì? Mỗi một vị đường chủ tôn nghiêm đâu? Đường chủ uy nghi đâu? Làm sao một cái đều không thấy? Từng cái đường chủ nước miếng chấm nhỏ loạn bay, ánh mắt đỏ như máu, thiếu chút nữa muốn đánh. Tiếp tục như vậy nữa, thập nhị đường chủ vì tranh đoạt Diệp Thần. Cũng được vung tay, đây chính là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự việc. Hừ, thăm các ngươi còn thể thống gì? Ở thập nhị đường chủ sắp đánh lúc thức dậy, trong hư không đột nhiên truyền tới một giọng nói. Ở hắn sau lưng có một thanh kiếm, trán bây giờ tràn đầy uy nghiêm thần sắc. Làm bóng người xuất hiện trong nháy mắt, thập nhị đường chủ sắc mặt nhẹ biến đổi, cùng kêu lên mở miệng nói, tông chủ. Bọn họ không nghĩ tới. Chuyện này lại đã kinh động tông chủ. Thần kiếm cung tông chủ là một vị cực kỳ thần bí tồn tại, 10 tuổi luyện kiếm, 13 tuổi đột phá hợp đạo cảnh, 20 tuổi đạt tới tạo hóa cảnh, 30 tuổi bước vào tinh khiếu cảnh, 50 tuổi đột phá đến phong môn cảnh. Còn như sau đó, thần kiếm cung tông chủ liền lại nữa lộ ra tu vi. Có thể cố ý ẩn núp. Linh võ đại lục phân chia thế lực ngành chỉ có thể tạm thời đem thần kiếm cung định là nhất lưu thế lực. Mà tông chủ tựa hồ đối với cái này loại vinh dự cũng không để bụng. Thần kiếm cung bên trong thậm chí có lời đồn đãi, tông chủ sớm thì không phải là phong môn cảnh, chỉ bất quá vì che giấu cái gì, một mực không biểu lộ tu vi. Không chỉ như vậy, thần kiếm cung bên trong có người suy đoán, tông chủ lúc còn trẻ đắc tội thần quốc người, lúc này mới như vậy thu liễm. Ẩn núp ở Liên Nguyên Đại Sơn bên trong. Chẳng qua là một cái thiên phú không tệ thiếu niên. Các ngươi lại ngay trước mọi người cãi vả, ném không mất thể diện. Tông chủ khiển trách không người nào dám mở miệng, không qua một cái khóe miệng co quắp. Thiên phú kiếm đạo đạt tới thiên địa dị tượng, thiên phú như vậy coi như không tệ. Quả nhiên không hổ là tông chủ, tâm tính đã đạt tới không ai bằng trình độ. Bọn họ đối với tông chủ bội phục, hơn nữa kính ngưỡng mấy phần. Như vậy mà một câu nói tiếp theo, lại để cho thập nhị đường chủ sững sờ. Đứa nhỏ, bổn tông chủ cố ý thu ngươi làm đồ đệ, con gái ta năm nay 23 tuổi, còn chưa hôn phối, ta xem các ngươi hai cái là ông trời tác hợp cho, không bằng trực tiếp thành thân. Một câu nói, để cho thập nhị đường chủ sắc mặt hoàn toàn sụp xuống. Cái này tông chủ thật quá vô sỉ, đầu tiên là lấy thế đẻ người, để cho bọn họ không dám nói nhiều một câu. Hiện tại lại để cướp đoạt đệ tử, còn chuẩn bị cầm nữ nhi bán đi. Không biết xấu hổ,
Thập nhị đường chủ trong nội tâm trên căn bản cũng có ý nghĩ này, chỉ bất quá không dám nói ra. Tông chủ, lần trước đệ tử thiên phú tốt nhất, đã bái ngươi làm thầy, lần này vô luận như thế nào cũng phải nhường cho chúng ta. Trong đó một người đường chủ lấy can đảm mở miệng, Diệp Thần thiên phú như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Đúng, lần này vô luận như thế nào cũng phải nhường cho chúng ta 12 đỉnh. Thập nhị đường chủ từng cái mở miệng, ý kiến không cần nói cũng biết, người tông chủ muốn Diệp Thần, chúng ta không đồng ý. Hiện tại bọn họ đối mặt tông chủ, phải đồng tâm hiệp lực. Khảo hạch đệ tử ngoại môn võ giả, từng cái nội tâm hận không được từ mình chính là Diệp Thần. Quả nhiên người so người tức chết người. Bọn họ còn nghĩ gia nhập ngoại môn, nhưng mà Diệp Thần thiên phú cũng đã làm cho tông chủ bắt đầu tranh đoạt. Thần kiếm cung tông chủ, sắc mặt nhẹ biến đổi, nhìn về phía Diệp Thần, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta không bằng để cho hắn lựa chọn. Tiếng nói vừa dứt, mọi ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thần trên mình. Từng cái ánh mắt như lang như hổ, chỉ cần Diệp Thần dám nói cái khác đỉnh núi hoặc là tiến vào tông chủ môn hạ, hận không được cũng muốn giết người. Diệp Thần cười khổ một tiếng, vậy không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bất quá hắn căn bản không muốn gia nhập thần kiếm cung, dẫu sao hắn ở Linh Võ Đại Lục đã có Huyền Nguyệt Tông. Các vị tiền bối, chân thực ngại quá. Ta cũng không muốn trở thành là thần kiếm cung ngoại môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, chung quanh ngay tức thì an tĩnh lại. Vô số cặp tròng mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tham gia thần kiếm cung đệ tử ngoại môn tuyển chọn, nhưng không nghĩ trở thành thần kiếm cung đệ tử. Người này chẳng lẽ là tới thần kiếm cung khiêu khích? Nếu quả thật là như vậy, hôm nay Diệp Thần tất nhiên không đi ra lọt thần kiếm cung. Cùng lúc đó, vậy thập nhị đường chủ ánh mắt vậy lạnh xuống. Thậm chí thần kiếm cung tông chủ trong mắt vậy mang vẻ cổ quái. Diệp Thần đột nhiên nghe được trong đầu Phong Thanh Dương thanh âm. Đồ nhi, ta ở luân hồi mộ địa dẫn động thuật pháp kéo dài thời gian tương đối lâu, ngươi chỉ phải ở chỗ này ở mấy ngày là được. Đến lúc đó ta chắc có biện pháp xác định cái hộp kiếm tung tích. Vật này vốn là thuộc về ta, đến lúc đó mang đi nó. Ngươi sẽ rời đi thần kiếm cung. Dưới mắt, ngươi vì không chọc nhiều người giận, vẫn là tạm thời lựa chọn gia nhập thần kiếm cung đi. Diệp Thần khá là không biết làm sao, Phong Thanh Dương lại như vậy đơn giản liền đem mình bán. Bất quá hắn đều có hơn 100 vị sư phó, quả thật không quan tâm hơn một vị. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu lên, hướng thần kiếm cung tông chủ chắp tay một cái, cũng lấp liếm nói. Mọi người không cần để ý rõ ràng sai ta ý kiến, tim ta không chỉ có giới hạn tại thần kiếm cung ngoại môn đệ tử, ta muốn trở thành là đệ tử nội môn, thậm chí là ghế thủ lãnh đệ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá ngông cuồng, còn không có bước vào thần kiếm cung đền, kiêu ngạo lại nhắm thẳng vào tông môn chỉ có một vị ghế thủ lãnh đệ tử. Bất quá mọi người vậy bừng tỉnh, Diệp Thần quả thật có như vậy sức lực. Hắn thiên phú, có thể là thần kiếm cung vạn năm bên trong người thứ nhất. Thậm chí có thể vượt qua tông chủ thành tựu. Bất quá nếu như Diệp Thần thật muốn trở thành ghế thủ lãnh đệ tử, vậy chỉ có lựa chọn tông chủ mới có khả năng này. Giờ phút này, thần kiếm cung tông chủ mặt đầy nụ cười, có thể có một người tuyệt thế thiên kiêu học trò, làm sao không để cho hắn cao hứng. Ta không đồng ý. Ở Diệp Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, một người hoảng hoảng vội vàng chạy đến. Thực lực của người này chỉ bất quá tinh khiếu đỉnh cấp, còn chưa kịp 12 vị đường chủ, khắp người thịt béo, cũng sắp cầm quần áo xanh phá, sợi tóc xốc xếch. Hoàn toàn không có uy phong ý. Thằng nhóc này, từ nay về sau, chính là học trò ta. Một câu nói trực tiếp ngang ngược mở miệng, căn bản không cho tông chủ và thập nhị đường chủ phản bác cơ hội, hắn bước nhanh đi tới Diệp Thần trước mặt, bắt được Diệp Thần. Đồ nhi ngoan. Đây là vi sư cho ngươi lễ ra mắt, nhanh lên một chút bái sư đi. Hắn cầm ra một chuôi chân thần khí còn có tất cả loại chí bảo, đặt ở Diệp Thần trong tay. Nửa đường giết ra một cái trình rào kim, để cho tất cả mọi người ứng phó không kịp. Một ít không biết tình huống võ giả, mặt đầy mê mang, người này rốt cuộc là ai? Ở thập nhị đường chủ và tông chủ trước mặt căn bản không coi vào đâu, nhưng quỷ dị chính là... Tông chủ và thập nhị đường chủ sắc mặt, cũng dị thường khó khăn xem, nhưng một câu nói cũng không có nói.
Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện tông chủ một câu nói chưa nói, hơn nữa trong ánh mắt lại có chút do dự và kiêng kỵ. Người này chỉ bất quá như vậy tu vi, vì sao sẽ để cho những người này thống nhất không nói lời nào? Mặc dù không biết người này rốt cuộc là ai, bất quá thân phận sợ rằng so tông chủ còn lợi hại hơn. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao bái ai đều giống nhau, cái này là ngộ biến tùng quyền. Diệp Thần nhìn một cái các vị đường chủ và tông chủ, đang lúc mọi người nhìn soi mói trực tiếp bái sư. Không sai, không tệ, đồ nhi ngoan. Vương Xuyên càng xem càng hài lòng, sau đó kéo Diệp Thần tay, đi tới thập nhị đường chủ trước mặt. Các người xem cái gì xem, không thấy thằng nhóc này đã bái ta làm sư phụ, đừng lão nhớ ta học trò, nhanh chóng cầm lễ vật đi ra. Thập nhị đường chủ trong nội tâm bực bội, nhưng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm ra lễ vật. Lễ vật này vừa lấy ra, để cho Vương Xuyên hài lòng không ngừng gật đầu. Đừng quên, các ngươi hẳn gọi hắn cái gì? Một câu nói, để cho thập nhị đường chủ sắc mặt hoàn toàn sụp xuống. Sư thúc, ngươi để cho chúng ta. Một vị trong đó đường chủ vẫn chưa nói hết, Vương Xuyên trợn mắt, hắn liền không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ đều là nửa bước phong môn cường giả, nói ra những lời này được chân thực quá mất mặt. Bất quá bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, toàn bộ thần kiếm cung liền tông chủ cũng được cung kính kêu người này một tiếng sư thúc. Diệp Thần đầu óc mơ hồ nhận được không ít lễ vật, nhưng còn không có làm rõ ràng trạng huống trước mắt. Ngại vì Vương Xuyên uy thế, tông chủ cũng móc ra truyền tống phù đưa cho Diệp Thần. Chỉ cần bóp vỡ truyền tống phù liền có thể ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài ngàn dặm một nơi. Tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng thủ đoạn tốt nhất. Lễ vật dẹp xong, Vương Xuyên tâm tình thật tốt, một khắc sau liền vội vội vàng vàng mang Diệp Thần rời đi. Trận trên mặt võ giả, từng cái ngươi xem ta, ta xem ngươi, thật tốt một chàng bên ngoài môn khảo hạch, cuối cùng nhưng trở thành Diệp Thần tự khen xuất sắc, thật để cho người hâm mộ ghen tị à. Diệp Thần sau khi rời đi, khảo hạch sự việc tiếp tục, cuối cùng A Nhân gia nhập các loại hoa kiếm phong. Diệp Thần đi theo Vương Xuyên đi tới một ngọn núi bên trong, phát hiện chung quanh cũng không có người bất kỳ. Tốt đồ nhi, nơi này chính là viện tử ngươi, sư phụ còn có một chút sự việc, buổi tối tới nữa. Vương Xuyên sau khi nói xong, lại từ nhẫn chữ vật bên trong móc ra một ít tu luyện công pháp. Những thứ này đều là thần kiếm cung bí tịch, người muốn tu luyện cái nào liền tu luyện cái nào. Vương Xuyên tiếp theo lại cảm giảm đôi câu, rời đi. Chỉ còn lại Diệp Thần một người, đến hiện tại hắn vẫn còn có chút mơ hồ trạng thái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, hắn thời gian đầu tiên đi tìm A Nhân, cũng đem Diệp Lạc Nhi dẫn tới gian phòng của mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại gia nhập thần kiếm cung, tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp, lấy được cái hộp kiếm, sau đó để cho Diệp Lạc Nhi mau sớm tỉnh lại. Cùng lúc đó, Thánh Long gia tộc. Một mảnh phế tích, trước mắt tan hoang. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Long Thành, chu vi vạn dặm bá chủ sẽ biến thành như vậy cảnh tượng. Ngày đó, Thánh Long Thành đất rung núi chuyển. Ngày đó, một chuôi kiếm lạnh lẽo phảng phất từ thương khung chém xuống. Đem toàn bộ Thánh Long Thành chém thành hai khúc. Một đạo kinh thiên vết kiếm, đại biểu uy nghiêm vô thượng. Ngày đó, Thánh Long gia tộc tộc trưởng Long Hồng Thiên trọng thương. Thần quốc mục gia quý khách, trọng thương. Như nếu không phải ba vị bế quan thái thượng trưởng lão kịp thời xuất quan, toàn bộ Thánh Long gia tộc tất nhiên xu hướng tại hủy diệt. Mấu chốt hết thảy các thứ này, đều là một người mà là. Một cái mang cái khăn che mặt cô gái thần bí. Bởi vì cái này cô gái thần bí xuất hiện, thậm chí để cho Thánh Long gia tộc người quên Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi biến mất sự việc. Giờ phút này, tàn phá đền bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Long Hồng Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn bên cạnh mấy vị thái thượng trưởng lão cùng với bị thương Mục Thiên Thịnh, thở dài một hơi. Mục tiên sinh, các thái thượng trưởng lão, các ngươi có biết cô gái này từ đâu tới? Ta chưa từng nhớ chúng ta Thánh Long gia tộc có đắc tội qua kinh khủng như vậy thiếu nữ. Mục Thiên Thịnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt bên trong nhưng là vẫy không ra bóng mờ. Dù là ở thần quốc, vậy tiên hữu như vậy kinh diễm thiên tài nhân vật à? Linh võ đại lục kết quả thế nào? Bất quá hắn và cô gái này giao thủ, lấy được rất nhiều đầu mối. Cô gái này trên người có thần quốc mục gia hơi thở.
Mục Dã và hắn đứa trẻ chết, tất nhiên và cái này thần bí thiếu nữ có liên quan. Mục Thiên Thịnh chợt đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, Long Hồng Thiên, chuyện này ngươi còn có tư cách hỏi ta. Cô gái này xuất hiện ở các ngươi Thánh Long gia tộc, mà ta lại là tổn thất duy nhất nhi tử. Hắn là Mục gia người, chuyện này ngươi có thể thừa nhưng nổi sao? Long Hồng Thiên liền vội vàng nói xin lỗi, Mục tiên sinh, chân thực thật xin lỗi, ngươi vậy thấy ta Thánh Long gia tộc tổn thất mới là lớn nhất, lần này, chúng ta Phong Môn cảnh trưởng lão tổn thất một nửa chi nhiều, không chỉ như vậy, toàn bộ Thánh Long thành, thậm chí còn Linh Võ Đại Lục, chúng ta cũng sẽ trở thành là chính cống cười nhạo. Nếu như chuyện này có thể để tránh cho, ta dĩ nhiên không hy vọng phát sinh. Còn như chuyện của Huyền Tử, ta đặc biệt xin lỗi, ta Thánh Long gia tộc thiếu Mục tiên sinh một cái mạng. Mục Thiên Thịnh một trưởng chụp ở bên người Ngọc trên thạch đài. Ngọc thạch đài tại chỗ vỡ vụn, vô tận bột ở trong không khí tán động. Long Hồng Thiên, người Thánh Long gia tộc thường nổi sao? Huyền Tử thân phận nhưng mà thần quốc Mục gia. Người có biết thần quốc ý vị như thế nào? Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một giọng già nua vang lên, Mục gia đứa nhỏ, người có phải hay không quá mức? Người dưới chân đứng địa phương, dầu gì là ta Thánh Long gia tộc? Lời nói rơi xuống, mấy vị Thánh Long gia tộc Thái Thượng trưởng lão uy áp phóng thích. Vốn là bị thương Mục Thiên Thịnh chán hiện đầy mồ hôi hột. Cố nhiên như vậy, hắn vẫn là nhìn về phía mấy vị Thái Thượng trưởng lão nói, giỏi một cái Thánh Long gia tộc, ngươi là dự định uy hiếp ta. Thánh Long gia tộc một vị còng lưng thân thể ông già đứng lên, ngươi coi như là uy hiếp đi. Thần quốc, chúng ta không phải là không có đi qua, ngươi nếu bị phái tới nơi này, khẳng định ý nghĩa ngươi ở Mục gia địa vị không cao. Mà chúng ta Thánh Long gia tộc, mỗi ngàn năm, Cửu Thiên Thần Long Điện đại nhân cũng tới xem một chút. Ngươi thân phận, và chúng ta mấy vị thái thượng so sánh, thật có rằng có tư cách. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Thịnh ngồi về vị trí. Hắn có thể không kiêng kỵ Thánh Long gia tộc, nhưng là sau lưng Cửu Thiên Thần Long Điện, hắn không thể không kiêng kỵ. Dù là Cửu Thiên Thần Long Điện căn bản không đồng ý Thánh Long gia tộc. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, các vị tiền bối, ta mất đi Huyền Tử có chút đau tim, lúc này mới như vậy vô lễ, xin hãy tha lỗi. Long Hồng Thiên thấy Mục Thiên Thịnh lại thỏa hiệp, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Hắn từ ra đời một khắc kia, liền nghe được Cửu Thiên Thần Long Điện truyền thuyết. Đó là Thánh Long gia tộc ngửa mặt trông lên thiên. Hắn chưa bao giờ đi qua. Chỗ này rốt cuộc có cái gì đáng sợ tồn tại, để cho thần quốc người sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ là chân chánh Cửu Thiên Thần Long? Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, cô gái kia không khó điều tra, dẫu sao có thể ở 20 hơn tuổi bước vào thái hư cảnh tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, chúng ta mấy người hợp lực vậy thương tổn tới cô gái kia. Và lại, thiếu nữ này công pháp mang dùng mình, hẳn là hàn hệ công pháp. Phái người đi điều tra một chút, hẳn sẽ có đầu mối. Bất quá muốn điều tra linh võ thế lực của đại lục, còn hy vọng Mục tiên sinh có thể điều tra một chút thần quốc bên kia. Dẫu sao loại thiên tài này càng có thể xuất từ thần quốc. Mục Thiên Thịnh nghiêm túc gật đầu một cái, thiếu nữ này và ta tới đây chuyện điều tra vậy có liên quan, ta lập tức lên đường đi thần quốc, để cho Mục gia điều tra chuyện này, một có kết quả, ta cũng sẽ cùng các vị tiền bối câu thông. Mấy vị thái thượng trưởng lão gật đầu một cái, như vậy quá tốt. Linh Võ Đại Lục, một nơi băng sơn chi địa. Nơi đây tuyệt hàn lạnh như băng, chu vi bách lý không có bất kỳ sức sống. Thấp như vậy ấm liền liền người tu luyện đều không cách nào chịu đựng. Mấu chốt nơi này không có một tia linh khí, là chính cống phế. Hoa tuyết phân bay, yên tĩnh hàn sương. Nhưng là nếu như không ngừng đi sâu vào, nhất định sẽ phát hiện chỗ sâu nhất. Thậm chí có một tòa khoáng đạt chói mắt tượng đá cung điện. Cung điện vùng lân cận và vòng ngoài hoàn toàn không cùng, linh khí dịch hóa, ở sông băng chi địa lại tự thành con sông. Mà cung điện bên trên, có khắc bốn cái giả dặn có lực chữ linh. Tuyệt Hàn Đế Cung. Chẳng ai nghĩ tới, thượng cổ Tuyệt Hàn Đế Cung hồi phục, lại từ nơi này bắt đầu. Mà nơi này, cất giấu vô hạn cơ duyên và tài sản. Đủ để cho ngoại giới cường giả thán phục. Cung điện bên ngoài luyện võ trường to nhất, thanh âm chấn thiên. Trăm tên nữ đệ tử đang múa kiếm, mỗi một chiêu hơi thở bùng nổ, lại uy thế bức người.
những nữ đệ tử này, thả ở bên ngoài đều là tươi đẹp tài. Để cho vô số thế lực cao cấp tranh đoạt. Mà cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng chính là cung điện bên trong, yên tĩnh, kiềm chế. Ngụy Dĩnh ngồi xếp bằng, sắc mặt mang chút trắng bệch, hiển nhiên bị thương. Một bên Bạch Nhi nước mắt lã chã, nàng đi theo cung chủ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp cung chủ bị như vậy nặng tổn thương. Nàng đau lòng à. Không biết qua bao lâu, Ngụy Dĩnh mở mắt ra, hàn mâu nhìn lướt qua Bạch Nhi, khẽ mỉm cười, Bạch Nhi, khóc sướt mướt làm gì, bổn cung cũng không phải là bỏ mình. Bạch Nhi lau sạch nước mắt, không vui nói, cung chủ, ngài nói gì, ngài thống ngự thiên hạ, uy sắp bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Coi như trời sập, ngài cũng sẽ không chết. Ngụy Dĩnh đứng dậy, trên đầu bức rèm cuốn lên, lau nhà màu đỏ trường bào lên. Một cái nhăn mày một tiếng cười, mang cao nhất khí chất. Bạch Nhi, lần này ta tu vi thật giống như tinh tiến mấy phần, quả nhiên, con đường võ đạo, vẫn là phải và cường giả đối kháng à. Bị thương đâu, là chuyện tốt, nếu như con đường này, từ không bị thương, vậy một khi đụng phải nguy hiểm, chỉ có thể chờ chết. Cái này là sinh tồn chi đạo, Bạch Nhi, người cũng phải cảm ngộ. Bạch Nhi quyệt miệng, do dự một chút. Vẫn là nói, cung chủ không muốn nói càn, ngài còn không phải là vì cái đó Diệp Thần. Nếu như không có Diệp Thần, ngài làm sao có thể như vậy? Cung chủ, người đường định trước và vậy Diệp Thần không giống nhau, ngài cần gì chứ? Đột nhiên, Ngụy Dĩnh xoay người, trong mắt lạnh như băng đảo qua, Bạch Nhi hoàn toàn ngậm miệng lại. Nàng đi theo Ngụy Dĩnh bên người quá lâu, nàng biết giờ phút này Ngụy Dĩnh diễn cảm đại biểu cái gì? Đó là tức giận. Bạch Nhi, ngươi như lại như thế nói, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần tên kia hiện tại có lẽ còn cần ta cứu, sau này, rất có thể là hắn cứu ta. Ta làm như vậy, không chỉ là vì mình, càng vì Tuyệt Hàn Đế Cung, biết chưa? Tốt lắm, bổn cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Bạch Nhi gật đầu một cái, vẫn là lui ra ngoài. Khi toàn bộ đền chỉ còn lại Ngụy Dĩnh một người lúc. Ngụy Dĩnh xoay người. Nhìn phía sau một bộ bông tuyết bích họa. Bích họa bên trong là một tòa hiện đại cao lầu. Một người thanh niên ôm một cô gái nhảy xuống. Đó là phát sinh ở kinh thành đại học sư phạm giáo viên nhà trọ câu chuyện. Diệp Thần, người tương lai, ta còn muốn chờ bao lâu? Cẩn thận vừa thấy, Ngụy Dĩnh vậy hai tròng mắt lạnh như băng dính vào một tầng sương mù. Diệp Thần ở thần kiếm cung đợi nửa ngày, vậy biết đại khái Vương Xuyên sự việc. Ban đầu Vương Xuyên vốn là một cái người phàm, cơ duyên xảo hợp cứu tổ sư ra, sau đó mang nhập thần kiếm cung bên trong, thu làm đệ tử. Vốn chính là người phàm, không việc gì thiên phú, sau đó dựa vào đan dược mới tăng lên tới cảnh giới như vậy. Chỉ bất quá cả đời này đột phá đến phong môn cảnh, hiển nhiên không thể nào. Muốn đột phá đến phong môn cảnh, cũng không phải là dùng đan dược liền có thể thành công. Nếu không trên cái thế giới này. Đã sớm phong môn cảnh khắp phố chạy. Tổ sư ra ở cưỡi hạc tây khứ lúc đó, không biết nổi điên làm gì, tăng thêm một cái tông môn quy củ. Người bất kỳ không được quấy nhiễu Vương Xuyên thu học trò, dù là tông chủ. Vương Xuyên vậy biết thiên phú của mình căn bản không phải, cũng không có cầm tu luyện coi ra gì, ở trong năm tháng vô tận, liền một mực thu học trò. Mới vừa thời điểm bắt đầu, cũng không tệ đệ tử bái Vương Xuyên vi sư. Bất quá cái cuối cùng cái đều rời đi. Chủ yếu nhất là Vương Xuyên lầm người con em, từng cái thiên phú không tệ đệ tử, quay đầu lại tốc độ tu luyện, còn không bằng người khác mau. Diệp Thần cái này hai ngày vậy hiểu được để chuyện gì xảy ra, bởi vì Vương Xuyên một cổ não cầm công pháp cũng cho bọn họ. Như thế nhiều công pháp lộn xộn bừa bãi, để cho bọn họ hận không được mỗi một người đều tu luyện, quay đầu lại nhưng là một chàng không. Thậm chí thần kiếm cung có lời đồn đãi, bất kỳ trở thành Vương Xuyên đệ tử, cũng sẽ cuối cùng trở thành một cái phế nhân. Cái này dần dần biến thành nguyền rủa. Gần đây cái này một hai ngày, không hề thiếu đường chủ đi tìm tông chủ, cho rằng Vương Xuyên sẽ đem Diệp Thần cho gieo họa, đề nghị chuyển nhập bọn họ danh nghĩa. Trên mặt nổi không được, bọn họ chỉ có thể lén lút đào Diệp Thần. Chuyện này để cho Diệp Thần khóc cười không được, bất quá hắn vậy uyển chuyển cự tuyệt. Bỏ mặc như thế nào đều đã bái Vương Xuyên vi sư. Hơn nữa Vương Xuyên đối với hắn cũng không tệ.
chủ yếu nhất là Vương Xuyên lý lịch so người bất kỳ đều phải sâu. Nếu như phải nói biết Phong Thanh Dương cái hộp kiếm người, sợ rằng có khả năng nhất chính là người này. Đồ nhi ngoan, hôm nay ngoại môn tuyển chọn, ngày mai chính là nội môn tuyển chọn, theo lý mà nói mới ngoại môn đệ tử là không có tư cách tham gia, bất quá ngươi thiên phú không tệ, lại có thật xa hoài bão, ngược lại là có thể đi nếm thử một chút, dù là không thông qua vậy không có quan hệ, còn có thời gian. Vương Xuyên tìm được Diệp Thần, đột nhiên nói. Hắn đối với Diệp Thần ngược lại không tệ, nghe ban ngày Diệp Thần nói muốn trở thành đệ tử nội môn, lúc buổi tối liền tìm được tông chủ thuyết phục. Cuối cùng tông chủ lần đầu tiên đồng ý. Còn như Diệp Thần tiến nhập nội môn, Vương Xuyên vậy không có quá nhiều lòng tin, mặc dù thiên tư kinh người, bất quá tu luyện thời gian, còn không nhiều. Hắn tin tưởng cùng Diệp Thần tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể bỗng nhiên nổi tiếng, cho hắn tăng thể diện. Sư tôn, ta sẽ đi tham gia, liền làm lịch luyện. Thật ra thì Diệp Thần có nắm chắc bắt được ngoại môn hạng nhất, bất quá không có nói ra, sợ hù được Vương Xuyên. Trước mắt hắn cảnh giới đã khôi phục mấy phần. Thậm chí bởi vì lần trước Thánh Long gia tộc đại chiến cảm ngộ, cùng với luân hồi mộ địa hấp thu thần hỏa học viện linh mạch, tăng lên tới tạo hóa cảnh tầng 6 thiên. Hắn ở thần kiếm cung chẳng ngờ quá che giấu, cố ý áp chế thực lực chân thật. Nếu như nói cho Vương Xuyên chân tướng, sợ rằng sẽ kích động đến bệnh tim tất cả đi ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần từ tu luyện bên trong tỉnh lại, cầm lên một chuôi lợi kiếm nắm trong tay. Còn như thú hủ kiếm, Diệp Thần cũng không có bại lộ ra. Diệp Thần đi theo Vương Xuyên, từng bước một đi tới diễn võ trường. Làm Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, tất cả đệ tử đều nhìn về hắn. Mặc dù Diệp Thần không thế nào lộ mặt, bất quá toàn bộ tông môn đều biết hắn sự việc. Gia nhập thần kiếm cung đưa tới thiên địa dị tượng, chuyện này đều kinh động tông chủ, nếu như không phải là Vương Xuyên xuất hiện, nói không chừng cũng sẽ thu Diệp Thần làm đồ đệ. Có chút đệ tử hâm mộ, bất quá rất nhiều đệ tử nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Người nào không biết Vương Xuyên hại người con em sự việc. Ở trong mắt bọn họ, sợ rằng Diệp Thần vậy sâu sắc kỳ hại, một thiên tài biến thành phế vật. Cái này để cho bọn họ nội tâm, có thể có được một chút an ủi. Vương Xuyên thấy những đệ tử này ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Tất cả đệ tử cúi đầu xuống, bọn họ lén lút có thể len lén nói, bất quá nếu là truyền đi, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Sư Thúc, ngày hôm nay làm sao nhanh như vậy lại tới? Lúc này Tuyết Đình đi tới, bên cạnh nàng đúng lúc là A Nhân. Lần này chủ yếu chính là để cho A Nhân được thêm kiến thức. Hừ, không cần ngươi quản. Vương Xuyên căn bản không để ý, và Diệp Thần nói đôi câu, liền xoay người đi tới trên diễn võ trường phương. Ngoại môn thi đấu, hắn trên căn bản không có tham gia qua, chỉ là lần này thật vất vả nhận được một cái học trò bảo bối, vô luận như thế nào cũng phải xem thi đấu. Làm Vương Xuyên lên lúc tới, đã có 12 đỉnh đường chủ ngồi ở phía trên. Sư Thúc, người đồ đệ này không biết lấy được ngươi mấy phần chân truyền. Lạc Kiếm Phong đường chủ, Lục Quân vừa mở miệng, bên cạnh mấy vị đường chủ vậy lên tiếng phụ họa. Hừ, học cho ta, có thể so với các ngươi những phế vật kia đệ tử mạnh hơn nhiều. Đối với Diệp Thần thực lực, hắn cũng không rõ lắm, bất quá tóm lại đồ đệ của mình, mặt mũi phương diện khẳng định không thể rơi xuống. Sư Thúc, lần này chúng ta không bằng đánh cuộc. Diệp Thần có thể tiến vào trước 20 tên. Lục Quân tiếng nói vừa dứt, cầm ra một cái bí tịch, sau đó mở miệng nói, đây là ta vô tình bên trong lấy được một quyển bí tịch, không bằng làm đánh cuộc đầu như thế nào. Vương Xuyên vừa mới chuẩn bị muốn cự tuyệt, dù sao có thể tiến vào trước 20 tên, căn bản đều là yêu nghiệt tài, tu luyện rất lâu. Mà Diệp Thần, tu luyện thời gian quá ngắn, hơi thở cũng không đủ. Ở hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, còn thừa lại 11 vị đường chủ, giống vậy cầm ra bí tịch, một bộ ngươi không đồng ý không thể được dáng vẻ. Người nào không biết, Vương Xuyên nhất sĩ diện hảo, hơn nữa trên tay bảo bối không thiếu, hiện tại có một cái thật tốt cơ hội, không cái hố trắng không cái hố. Ngươi, các ngươi, học cho ta khẳng định có thể tiến vào trước 20. Vương Xuyên sắc mặt đỏ bừng, rất miễn cưỡng cho đáp ứng. Nhiều người đường chủ thấy một màn này toét miệng cười một tiếng, một người một quyển bí tịch coi như là tới tay.
Vương Xuyên tức giận ngực phập phồng, chỉ có thể hy vọng Diệp Thần không chịu thua kém, có thể tiến vào trước 20. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn đi vào trước 20 khó lại càng khó hơn, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Lần này ngoại môn thi đấu trọng tài là một người tinh khiếu cường giả đỉnh phong, toàn bộ diễn võ trường phân là 4 cái khu vực. Mỗi một vị đệ tử ở 4 cái khu vực tham gia khảo hạch, đệ tử đi rút thăm, rút được giống nhau con số, hai cả hai quyết. Diệp Thần và A Nhân trò chuyện đôi câu, đi tới rút thăm địa phương, phát hiện cầm 10 con số. Từng vị đệ tử lên lôi đài tỷ võ, bị thua coi như thất bại. Đúng tên ngoại môn đệ tử, mỗi một trong năm cửa chỉ lấy 20 tên. Rất nhanh liền đến Diệp Thần tỷ thí, gọi tới hắn dãy số, hắn liền đi lên lôi đài. Vương Xuyên sư thúc, xem ra người học trò vận khí không tốt lắm. Diệp Thần đối thủ, ở ngoại môn bên trong có thể đứng vào trước 100, không muốn xem nhẹ cái này 100 tên. Đúng tên ngoại môn đệ tử nhưng mà có 3.000 hơn võ giả, có thể tiến vào 100 tên thực lực có thể tưởng tượng được. Đệ tử ta, khẳng định có thể đánh bại Hoàng Lâm. Vương Xuyên cũng biết Hoàng Lâm, hoàng gia thiên tài nhỏ, ban đầu tiến vào thần kiếm cung thời điểm, kiếm tâm đạt tới 900 trượng, chỉ kém một đường là có thể đạt tới 1.000 trượng. Một năm qua này, Hoàng Lâm thực lực đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh cấp, năm nay có một chút hy vọng tiến nhập nội môn. Diệp Thần từng bước một đi lên lôi đài, nhìn một cái Hoàng Lâm, trong tay hắn nắm một chuôi bất phàm kiếm. Thấy Diệp Thần lúc đó, Hoàng Lâm khóe mắt toát ra một tia thần sắc giễu cợt. Diệp Thần, ta biết ngươi, dù cho ngươi thiên tài thì như thế nào? Hôm nay cũng phải thua ở ta dưới chân. Hoàng Lâm tiếng nói vừa dứt, bên trong đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn nụ cười. Một cái tuyệt thế thiên kiêu, bị hắn dẫm ở dưới chân. Suy nghĩ một chút muốn thì có vô hình khoái cảm. Diệp Thần không có mở miệng, ngược lại trong tay nắm một chuôi kiếm gỗ. Đối phó một cái gã yếu, Diệp Thần có một loại đại nhân khi dễ đứa nhỏ cảm giác. Hoàng Lâm vừa thấy Diệp Thần chỉ lấy ra một chuôi kiếm gỗ, tức giận ngực phập phồng, cái này rõ ràng xem thường hắn. Vạn mưa kiếm quyết. Hoàng Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay hắn nâng lên, ở trên trời bên trong. Từng đạo lợi kiếm hư ảnh, phóng lên cao. Lợi kiếm hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Vốn là Diệp Thần liền được chú ý, bên này vừa đánh nhau, trên căn bản tất cả võ giả cũng nhìn sang. Muốn xem một chút, tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc có cái gì bất phàm. Ta nhớ Hoàng Lâm là các ngươi là kiếm phong người. Vương Xuyên ở chỗ ngồi, nhìn một cái Lục Quân. Không sai, ta tên đệ tử này còn có thể. Đã đem vạn mưa kiếm quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh. Lục Quân toát ra vui mừng nụ cười, cho rằng Diệp Thần đã thất bại không thể nghi ngờ. Vương Xuyên một đôi tay nắm thật chặt hai chân, ánh mắt một tia không nháy mắt nhìn lôi đài. Hy vọng Diệp Thần có thể kiên trì hai cái hiệp, đến lúc đó mình cũng không coi là mất thể diện. Trên lôi đài, Diệp Thần nội tâm cũng không có quá nhiều ý tưởng, kiếm gỗ ở trong tay, cả người giống như quỷ mị vậy xông tới. Làm hắn xông tới thời điểm, kiếm mưa khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Diệp Thần bóng người nhanh chóng né tránh, đột nhiên đi tới Hoàng Lâm trước mặt, nâng lên cánh tay, trong tay kiếm gỗ bỗng nhiên bây giờ đâm ra đi. Phịch, một kiếm đâm vào Hoàng Lâm phía trên ngực, truyền tới một cổ to lớn lực đạo. Hoàng Lâm cả người bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài, rơi xuống lôi đài. T. Thần kiếm cung ngoại môn đệ tử thấy một màn này. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mới vừa rồi bọn họ cũng không có xem rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hoàng Lâm liền bị đơn giản một kiếm cho đánh bại. Diệp Thần trên mặt không biến hóa chút nào, đứng ở trên lôi đài mặt, thu hồi kiếm gỗ. Một cái Hoàng Lâm, hắn căn bản không có làm đối thủ. Hoàng Lâm kiếm pháp không tệ, nhưng mà hào nhoáng bên ngoài, một khi sống chết đối địch, nếu như không phải là mới vừa rồi dùng kiếm gỗ. Hắn cũng sớm đã bị chém chết. Ngắn ngủi yên lặng, Vương Xuyên vỗ đùi, mở miệng cười nói, Lục Quân các ngươi là kiếm phong đệ tử, có phải hay không và ngươi như nhau món ăn, liền đệ tử ta một kiếm cũng không ngăn nổi. Vương Xuyên nụ cười trên mặt giấy rụa nếp nhăn, Diệp Thần thật cho hắn tăng thể diện, vốn là lấy là có thể kiên trì hai cái hiệp liền đã coi như là không tệ, ai biết một kiếm liền trong nháy mắt giết đối thủ. Lục Quân không nói gì, sắc mặt âm trầm.
bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, không phải Hoàng Lâm quá món ăn, ngược lại Diệp Thần tốc độ chân thực quá nhanh, nhất kiếm phá vạn pháp. Diệp Thần ra tay một cái, trực tiếp đổi mới bọn họ nhận biết. Thập nhị đường chủ lòng vẫn còn sợ hãi, thật may bọn họ đánh cuộc là trước 20 tên, nếu không một quyển bí tịch sẽ không có. Vương Xuyên tâm tình thật tốt, bỏ mặc Diệp Thần có thể không thể tiến vào 20 tên, cũng không có vấn đề. Dù sao hắn vui vẻ, thua 12 quyển bí tịch mà thôi, hắn tiền muôn bạc biển, căn bản không sợ. Diệp Thần xuất thủ thực lực, để cho thần kiếm cung đệ tử, đổi mới nhận biết, ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Chỉ ít Diệp Thần trước mắt biểu hiện ra thực lực, nói không chừng có thể cùng tinh khiếu cảnh chiến đấu. A Nhân trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đã sớm biết Diệp Thần thực lực. Tại chưa có tiến vào thần kiếm cung thời điểm, Diệp Thần cũng đã có thể trong nháy mắt giết cường giả như vậy. Chiến đấu kế tiếp, Diệp Thần trên căn bản đều là một kiếm giải quyết, không có bất kỳ sặc sỡ. Tựa như không có gì đặc biệt vậy, đối với hắn mà nói, cái này loại tỉ thí, thật giống như đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau, để cho người cảm giác nhàm chán. Vương Xuyên cũng sớm đã không khỏi kích động, hiện tại Diệp Thần đã tiến vào trước 50 tên, khoảng cách trước 20 tên, chỉ kém 30 võ giả mà thôi, nói không chừng thật có thể một lần hành động tiến nhập nội môn. Thập nhị đường chủ sắc mặt cũng sụp xuống, hận mình đệ tử không chịu thua kém, làm sao liền một cái đệ tử mới nhập môn cũng giải quyết không hết. Diệp Thần lần lượt đổi mới mọi người nhận biết, đến trước mắt mới ngưng, trên căn bản cũng không cần ra kiếm thứ hai, là có thể giải quyết hết đối thủ. Lần này Diệp Thần đối mặt đối thủ là một người tinh khiếu cảnh võ giả, hắn trên căn bản tiến nhập nội môn đã là không có bất kỳ vấn đề. Làm thập nhị đường chủ thấy một màn này, toát ra một nụ cười châm biếm, xem ra Diệp Thần thần thoại cũng nhanh muốn kết thúc. Bây giờ quan sát đệ tử, đều đã nói Diệp Thần là nhất kiếm vương. Ở trước mặt hắn không có người có thể chịu đựng ở một kiếm, để cho thần kiếm cung rất nhiều đệ tử sùng bái. Vương Xuyên vậy không nghĩ tới, Diệp Thần vận khí như thế không tốt, vừa lên tới liền gặp phải cường giả. Thập nhị đường chủ cười trên sự đau khổ của người khác, vốn là Diệp Thần nếu như vận khí khá một chút nói không chừng thật có thể tiến vào trước 20, chỉ bất quá bây giờ nói, hắn thần thoại phải bị chung kết. Diệp Thần nâng lên trong tay kiếm gỗ, bỏ mặc đối mặt bất kỳ đối thủ, đều là kiếm gỗ. Cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất, hắn không cần kiếm gỗ mà nói, kiếm khí quá mạnh mẽ, nói không chừng một kiếm hạ xuống liền trong nháy mắt giết thần kiếm cung đệ tử. Ở ngoại môn khảo hạch bên trong, có thể làm cho đối thủ người bị thương nặng, bất quá giết người là không cho phép. Ta biết ngươi thực lực không tệ, nhưng là ở ta trước mặt, ngươi không có vốn để kiêu ngạo. Lý Lâm Biển, cũng coi là toàn bộ ngoại môn nhân vật truyền kỳ, một tay kiếm ý xuất thần nhập hóa, rất nhiều đệ tử cũng không phải là đối thủ. Cũng là vào nhập nội môn đệ tử thí sinh một trong. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, cả người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, kinh khủng hơi thở bỗng nhiên bộc phát ra. Cái này, đây là tạo hóa cảnh tầng 6 thiên. Trong đó một người đường chủ đứng lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Vương Xuyên há mồm ra, cả người vậy sững sờ, hắn căn bản không rõ ràng, Diệp Thần thực lực đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 6 thiên. Dẫu sao Diệp Thần trước còn chưa khôi phục, tham gia ngoại môn tuyển chọn thời điểm bất quá hợp đạo cảnh. Tốc độ đột phá này có phải hay không có chút quá nhanh, giống như ngồi tên lửa vậy. Trong tay hắn kiếm gỗ, bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Diệp Thần tốc độ chân thực quá nhanh, để cho Lý Lâm Biển căn bản không có. Trong tay hắn kiếm gỗ rơi vào Lý Lâm Biển phía trên cổ, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi thua. Nếu như là sống chết đối địch nói, hiện tại Lý Lâm Biển cũng sớm đã là một người chết. Lý Lâm Biển chán chảy ra mồ hôi lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn còn không có ra tay cũng đã sa sút. Ta thua. Lý Lâm Biển tự nhận là ở toàn bộ ngoại môn cũng coi là cường giả, ai biết người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Lý Lâm Biển một người tịch mịch được đi xuống lôi đài, xem cuộc chiến đệ tử từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên bây giờ, cũng không biết ai nói một câu. Nhất kiếm vương. Nhất kiếm vương. Toàn bộ diễn võ trường quan sát đệ tử, đủ nhiều tiếng gầm to. Một đôi đôi lửa nóng ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần.
Cả người quần áo trắng, một tay kiếm gỗ, tất cả là một kiếm. Nhất kiếm vương danh bất hư truyền. Vương Xuyên sư thúc, đồ đệ của ngươi, ẩn giấu quá kỹ. Lục Quân cười khổ một tiếng, hiện tại Diệp Thần bày ra thực lực, tuyệt đối có thể tiến vào trước 20. Tiến nhập nội môn đã không có bất kỳ vấn đề. Ha ha ha, học cho ta nhưng mà tuyệt thế thiên kiêu, các người bí tịch có thể phải chuẩn bị tốt. Vương Xuyên cũng không nghĩ tới, Diệp Thần cho hắn một cái lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Sư thúc, tiền đặt cuộc sự việc chỉ bất quá đùa giỡn, ta xem không bằng coi như xong đi. Lục Quân vừa nói xong, hắn dư dư chủ vậy trực tiếp mở miệng. Một quyển bí tịch cũng không phải là thông thường công pháp, cho dù là bọn họ cũng không có nhiều ít. Thế nào, các ngươi muốn chống chế? Vương Xuyên trợn mắt, ai vậy không dám nói thêm gì nữa, bọn họ nói thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi. Chống chế sự việc, khẳng định không làm được. Vậy thật may có ta người sư phó này, nếu không tuyệt thế thiên kiêu đặt ở trên tay các ngươi, sớm muộn dậy xấu xa. Vương Xuyên một câu nói, để cho 12 đỉnh đường chủ, khóe miệng không nhịn được co quắp. Diệp Thần thực lực cường đại và Vương Xuyên có cái quỷ quan hệ. Người nào không biết, Vương Xuyên căn bản không sẽ dạy đồ đệ. Chỉ bất quá cũng không có người bất kỳ dám phản bác, không có biện pháp ai bảo người ta có cái đồ đệ tốt. Tiếp theo, Diệp Thần một đường lên cấp đến trước 20 tên, tiến nhập nội môn đã không thành vấn đề. 20 tên chọn lựa tới, tiếp theo chính là lẫn nhau khiêu chiến, có thể có được trước 3, tông môn cũng sẽ cho nhất định khen thưởng. Giờ phút này Diệp Thần đi tới trước mặt trọng tài, mở miệng nói, trưởng lão, ta có thể hay không một người khiêu chiến bọn họ 19 người. Một câu nói đi ra, toàn bộ tình cảnh ngay tức thì nổ. Một người khiêu chiến 19 người, đây chính là trước kia chưa bao giờ có sự việc. Người trưởng lão kia cười khổ một tiếng, loại chuyện này hắn có thể không làm chủ được. Ta đi hỏi hạ. Trọng tài sau khi nói xong đi tới thập nhị đường chủ trước mặt, cúi đầu nói đôi câu. Một người khiêu chiến 19 người, xử không trước ca. Đi qua một phen thảo luận, trọng tài trở lại trên lôi đài mặt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, Diệp Thần một người khiêu chiến 19 người, đi qua thảo luận, có thể đồng ý. Những lời này vừa nói ra miệng, toàn bộ tình cảnh nổ nồi. Nhất kiếm vương. Diệp Thần. Bỏ mặc Diệp Thần có thể hay không khiêu chiến thành công, nhưng là phần dũng khí này, đã vượt qua tất cả mọi người. Vương Xuyên mình vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại chơi lớn như vậy, bất quá hắn còn là đồng ý. Diệp Thần trước mắt toàn bộ thực lực, rõ ràng không có bộc phát ra, đều là một kiếm trong nháy mắt giết. Hắn cũng muốn xem, Diệp Thần tiềm lực rốt cuộc ở nơi nào. Trên lôi đài, 19 tên võ giả đứng ở phía trên, sắc mặt của mọi người âm trầm. Bọn họ nói thế nào, cũng là ngoại môn mạnh nhất 19 tên võ giả, hiện tại có người nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Để cho bọn họ kiêu ngạo nội tâm, hoàn toàn nổi giận. Diệp Thần cũng không có quá nhiều ý tưởng, hắn phải mau sớm đưa tới một số người chú ý, dùng ngắn nhất thời gian, lấy được cái hộp kiếm. Kỷ Lâm còn một người ở bên ngoài, Diệp Lạc Nhi, Sở Doanh nguy hiểm còn không có giải quyết. Sư tôn hắn còn cần cứu. Một năm ước hẹn vậy không bao lâu. Hắn không có ở đây ở Thần Kiếm Cung lãng phí. Vượt kéo dài, càng bất lợi. Chiến đấu còn không có bùng nổ, nhưng là trên khán đài mặt võ giả, từng cái nhiệt huyết sôi trào, thật giống như đứng ở phía trên chính là chính bọn họ như nhau. Diệp Thần tay cầm kiếm gỗ, nhất thời bây giờ bộc phát ra kinh khủng hơi thở, ở trọng tài nói một chút thời điểm bắt đầu. Hắn bước chân bước ra, bỗng nhiên xông tới, bách bộ trục điện thi triển. Canh kim khí và ma khí lóe lên. Thấy một màn này, Vương Xuyên và 12 vị đường chủ thần sắc ngưng trọng. Tốc độ này, như so sánh với bọn họ. Bọn họ phải thua. Làm Diệp Thần xông tới thời điểm, trên mặt đất chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Khi khoảng cách 19 người chỉ có 5 mét thời điểm, đột nhiên dừng lại. Trong mắt nhắm lại, 19 tên võ giả tức giận cháy. Trọng yếu như vậy thời khắc Diệp Thần lại nhắm mắt lại. Khiêu khích trắng trợn. Bọn họ từng cái bộc phát ra sau lưng nói, nổi giận gầm lên một tiếng, đi giết. Mỗi một tên võ giả không ngừng liều chết xung phong, có người học tập bí mật chi đạo, tránh trong bóng tối,
chuẩn bị cho Diệp Thần một kích chí mạng. Diệp Thần mặt không đổi sắc, bởi vì mỗi một đạo kiếm ý đều không cách nào tổn thương hắn. Những võ giả này liếc nhìn nhau, quyết định đồng loạt ra tay, đánh bại Diệp Thần. Ở Diệp Thần bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm quang bỗng nhiên đánh tới. Kiếm quang bí mật không ra gió căn bản không cho Diệp Thần chạy trốn cơ hội. Khán đài võ giả, từng cái khẩn trương nhìn lôi đài. Vương Xuyên trên trán mặt chảy ra mồ hôi, một khi tình huống không đúng, trực tiếp ra tay, hắn học trò không cho có bất kỳ thất thoát nào. Cảm nhận được bốn phương tám hướng kiếm quang, Diệp Thần khẽ mỉm cười, bất hủ kiếm ý trực tiếp bộc phát ra. Trong tay hắn kiếm gỗ, tựa như sống vậy, nâng lên cánh tay, một kiếm quơ múa ra. Oanh! Kiếm khí đến mức, lôi đài xuất hiện một tia vết rách, toàn bộ lôi đài cũng không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí. Một kiếm hạ xuống, bỗng nhiên bây giờ truyền tới từng trận kêu thảm thiết. Khán đài võ giả cũng cảm nhận được kinh khủng sát ý hơi thở. Rõ ràng là mặt trời cao chiếu, lại để cho bọn họ cảm nhận được một cổ lãnh ý. Không khí bên trong, đều bị kinh khủng dùng mình ngưng tụ, kiếm sắc bén mang, chém ra đi. Đâm! Oanh! Còn dư lại võ giả trực tiếp rớt rơi trên mặt đất, 19 tên võ giả toàn bộ lạc bại. Diệp Thần một thân một mình đứng ở trên lôi đài, trong tay kiếm gỗ đã thu hồi, bất quá khán đài võ giả, từng cái toát ra cuồng nhiệt thần sắc. Nhất kiếm vương. Toàn bộ đệ tử ngoại môn cùng kêu lên kêu gào, Vương Xuyên cả người nhẫn không ngừng run rẩy. Đây chính là hắn học trò, sau này còn ai dám nói hắn sẽ không dạy đồ đệ. Thập nhị đường chủ khóe miệng đều lộ ra một nụ cười khổ, sớm biết Diệp Thần thực lực cường hãn. Vô luận như thế nào cũng phải thu làm môn hạ. Hiện tại được không, ngược lại là tiện nghi Vương Xuyên. Diệp Thần từng bước một đi tới trên lôi đài mặt, Vương Xuyên cả người vọt tới trước mặt hắn. Đồ đệ tốt, ha ha ha. Vương Xuyên nội tâm tâm tình kích động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn học trò, một người khiêu chiến 19 người, dễ như trở bàn tay đánh bại. Toàn bộ thần kiếm cung chỉ có học trò hắn một người. Vương Xuyên kéo Diệp Thần trực tiếp rời đi, còn như ngoại môn chuyện tranh tài, đã không coi vào đâu. Diệp Thần thực lực trước mắt, dù là ở bên trong cửa cũng có thể đứng hàng thứ nhất. Đủ để trở thành thần kiếm cung đệ tử nòng cốt. Bất quá muốn đánh bại mấy vị kia đệ tử nòng cốt, đến lúc đó mới có thể chân chính tiếp xúc tới thần kiếm cung nòng cốt. Khi đó Diệp Thần mới có quyền phát biểu. Vương Xuyên mang Diệp Thần trở lại đỉnh núi bên trong, đem một đống lớn thứ tốt đưa cho Diệp Thần. Để cho hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào đệ tử nòng cốt. Còn như Vương Xuyên thì vội vội vàng vàng rời đi, không biết đang làm gì. Diệp Thần đã vô tâm tu luyện, hắn đi tới Diệp Lạc Nhi trước mặt, nghĩ tới điều gì, đầu ngón tay bước ra máu tươi, này Diệp Lạc Nhi ăn vào. Dẫu sao máu hắn có kỳ hiệu. Nhưng mà máu đã cho ăn mấy ngày, Diệp Lạc Nhi gương mặt tái nhợt vậy đỏ rất nhiều. Diệp Lạc Nhi nhưng vẫn không có tỉnh lại ý kiến. Hắn ở Hoa Hạ và Côn Lôn Hư lấy được Lâm Thanh Huyền y thuật truyền thừa, nhưng mà cái này y thuật chỉ nhằm vào Côn Lôn Hư. Đặt ở Linh Võ Đại Lục, mình y thuật chỉ bất quá một góc băng sơn, rất nhiều vấn đề không cách nào giải quyết. Đây cũng là hắn tiếc nuối lớn nhất. Nếu là có thông thiên y thuật, Diệp Lạc Nhi, Sở Doanh, thậm chí còn luân hồi huyền bia ở thể tử ngưng, đều có thể có biện pháp cứu. Mà đang ở Diệp Thần vẻ lo lắng lúc đó, một mực im lặng ma đế lên tiếng. Diệp Thần, người hay không còn nhớ đã từng ở trên hải đảo một cái bé gái đưa cho ngươi nhẫn chữ vật. Khi đó, ta còn cùng tiêu tán trước ngự thú linh thần tranh đoạt qua. Diệp Thần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hải đảo Trần gia sự việc. Cái đó nhẫn chữ vật. Có thể bị ma đế và ngự thú linh thần đồng thời tranh đoạt, giá trị tất nhiên ngút trời. Ma đế, ngươi là muốn hoàn toàn mở nó ra. Ma đế gật đầu một cái, ta khôi phục thân xác cần muốn mượn bên trong lực lượng, hơn nữa, ta khẳng định, luân hồi mộ địa bên trong, cũng sẽ có người vì thế thức tỉnh. Cũng nên mở ra cái này thần quốc phong ấn. Bên trong cơ duyên, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần nghe được ma đế thanh âm, có chút kích động. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lấy ra vậy cái cổ quái chiếc nhẫn. Ban đầu Trần Linh đưa cho mình thời điểm,
nói chiếc nhẫn này là một cái ông cụ thần bí giao cho nàng. Bên trong tựa hồ nắm trong tay căn nguyên. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Chiếc nhẫn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ấn đường một hồi đau nhói truyền tới, một đạo ma khí hội tụ hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Diệp thần, cái thế giới này có thể để cho ta kích động đồ không nhiều, chiếc nhẫn này coi là một kiện. Có chút thời điểm ta đang suy nghĩ, vì sao ngươi cơ duyên như vậy khủng bố, giống như có lực lượng thần bí nào đó đang từng bước dẫn dắt. Cái này có chút xem đánh cờ, người con cờ này tựa hồ cướp đoạt thiên địa khí vận. Ta làm một người đứng xem đều cảm giác được khủng bố. Sợ rằng, người phải đối mặt, có thể so với ta ở trên cao cổ đối mặt còn đáng sợ hơn. Ma đế ngưng mắt nhìn chiếc nhẫn chậm rãi nói. Diệp thần hít thở sâu một chút, đột nhiên mở miệng nói, ma đế, bắt đầu đi. Được. Ma đế đưa ngón tay ra, trong mắt nhắm lại, bắt đầu bắt pháp quyết. Rồi sau đó, một tòa hắc tinh thạch quan đột nhiên xuất hiện. Chính là uẩn dục ma đế thân thể quan tài đá. Ta lực lượng không đủ để mở ra chiếc nhẫn này, cũng may huyền ma một phần chia lực lượng ở hắc tinh thạch quan bên trong. Hôm nay, giá phải trả sẽ rất lớn, nhưng là hết thảy đều đáng giá được. Nói xong, ma đế một trưởng đánh ra, vô tận ma khí hướng treo lơ lửng trên không trung chiếc nhẫn đi. Trong chiếc nhẫn lòng, lại sinh ra một cái vô tận vòng xoáy. Uyển như trung tâm bão. Diệp thần khoảng cách chiếc nhẫn khá xa, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực to lớn. Bất quá, hắn kinh ngạc phát hiện luân hồi mộ địa bên trong, một tòa mộ bia đang chấn động. Có đại năng muốn vấn thế. Linh ma tôn vân trận, thiên địa hóa ma, phá giải vạn vật. Phong ấn ta lòng. Ma đế một tiếng dày, năm ngón tay rất miễn cưỡng hướng trung tâm vòng xoáy bắt đi. Cuồng bạo khí lưu phun trào. Cả nhà cũng chấn động lên. Không chỉ như vậy, thần kiếm cung vậy chấn động. Chu vi bách lý, nhóm thú dị động, đóa hoa tàn lụi. Mây đen che đậy mặt trời. 12 tọa trên ngọn núi đường chủ đồng loạt đi tới đỉnh núi cao nhất chỗ, ngắm nhìn bầu trời mây đen, thần sắc ngưng trọng. Linh võ đại lục xảy ra đại sự à? Vì sao đây hết thảy dị động là từ thần kiếm cung bắt đầu? Mà thần kiếm cung nóc nhà. Tông chủ nhìn bầu trời dị tượng. Diễn cảm cực kỳ phức tạp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần và Vương Xuyên chỗ ở chi địa, lẩm bẩm nói. Cái này Diệp Thần, là ta thần kiếm cung không cách nào giấu ở Long à. Bên trong nhà, Diệp Thần khẩn trương nhìn chiếc nhẫn kia, hắn thậm chí phát hiện, lấy ma đế năng lực, lại vậy viết đầy khó khăn. Cái này nắm trong tay bổn nguyên chiếc nhẫn, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Không biết qua bao lâu. Diệp thần phát hiện vậy ma khí vòng xoáy dần dần biến hóa. Bảy màu ánh sáng bao trùm mở. Cả nhà tựa như biến thành một phiến sáng chói ngân hà. Đột nhiên, ma đế lùi về phía sau mấy bước, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Diệp thần liền vội vàng tiến lên, hiếu kỳ nói, ma đế, chẳng lẽ thất bại? Ma đế lắc đầu một cái, thật giống như có địa phương xảy ra vấn đề. Nhưng là vấn đề này ta không cách nào giải quyết. Cấm chế này tựa hồ nhận chủ. Ta vốn cho là ta có thể cưỡng ép phá vỡ, bây giờ nhìn lại, còn cần một cái chìa khóa. Chìa khóa, Diệp thần càng phát ra nhức đầu. Cũng cái này giờ phút quan trọng, hắn đi đâu tìm chìa khóa. Ngay tại lúc này, mà đế nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, vật này sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện, ngươi giọt một giọt máu tươi thử một chút. Diệp thần có chút im lặng, nhưng vẫn làm theo. Máu tươi bước ra, ngay tức thì rơi vào bảy màu ánh sáng trung tâm. Một giây kế tiếp, một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào. Sau đó, Diệp thần phát hiện luân hồi mộ địa bên trong, một khối mộ bia lóe lên tia sáng chói mắt. Có thể dẫn động. Không chỉ như vậy, một cổ thanh thúy rắc rắc chi tiếng vang lên. Chiếc nhẫn lại tại chỗ vỡ vụn. Đây vẫn chưa kết thúc. Diệp thần phát hiện trước mặt lại hiện lên ba kiểu đồ. Thứ nhất, là một khối màu đen đá. Diệp thần có loại quen thuộc cảm giác, liền vội vàng lấy ra túi màu đen đá, hắn mơ hồ phát hiện đá này đầu và mình một mực mang ở trên người có chút tương tự. Ma đế giải thích, đây là đá căn nguyên, nắm trong tay thế gian mạnh nhất căn nguyên lực, chỉ bất quá chính người cái đó đá muốn so với cái này đá căn nguyên huyền diệu hơn. Cố nhiên như vậy,
Cái này một nhỏ viên đá căn nguyên, cũng có thể để cho thần quốc người điên cuồng. Thứ tốt à? Diệp thần ánh mắt lại rơi vào thứ hai kiểu đồ bên trên. Đó là một cây kim châm. Trên kim châm có khắc cực kỳ huyền diệu chữ viết. Thương cổ thần y. Diệp thần đưa tay ra, nắm châm cứu, hắn có thể cảm giác được luân hồi mộ địa tòa mộ kia bia tâm trạng. Xem ra, vậy mộ bia chính là cái này thương cổ thần y. Kiện đồ thứ ba, đó là một cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong là cái gì, Diệp thần cũng không biết. Nhưng là hắn phát hiện ma đế trong mắt nhìn chằm chằm bình ngọc cực kỳ nóng bỏng. Tuyệt đối là chí bảo. Diệp thần, vật này hẳn coi như là ngươi đồ, ta có thể hay không mời ngươi cho ta một giọt bình ngọc chi dịch. Ta chỉ cần một giọt. Diệp thần có chút nghi ngờ, ma đế, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ngươi như phải dùng, cầm đi là được. Lời còn xa sút hạ, bình ngọc liền xuất hiện ở ma đế lòng bàn tay. Ma đế thận trọng mở ra, nhỏ một giọt đến hắc tinh thạch quan bên trong, sau đó trực tiếp giao cho Diệp thần trên tay. Diệp thần, ngươi là không biết những thứ này chân quý. Nếu như ta không đoán sai, cái này chiếc nhẫn đồ vật bên trong thuộc về thương cổ thần y. Ngươi có thể biết thương cổ thần y ở linh võ đại lục, thậm chí còn thần quốc truyền thuyết. Ở linh võ đại lục, võ giả thực lực có thể dung chuyển thiên địa, thọ nguyên vô hạn, bản không cần thầy thuốc. Nhưng mà, mạnh đi nữa võ giả, cũng gặp mặt sắp sống chết. Mà đây thương cổ thần y chính là có thể để cho rơi xuống cường giả cũng sống lại tồn tại. Hắn y đạo là linh võ đại lục đỉnh cấp, mà hắn võ đạo, cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiêu. Đó chính là thương cổ châm cứu. Nghe nói thương cổ thần y đỉnh cấp thời khắc, giết một vị thái hư cường giả đỉnh phong, chỉ cần một kim. Kim rơi, tử thần tới. Hơn nữa, thế gian không thuốc có thể trị. Chỉ bất quá như vậy nghịch thiên y thuật, nhưng là đột nhiên biến mất. Thế gian lại cũng không có người gặp qua thương cổ thần y, lại càng không biết hắn tung tích. Nghe nói, thần quốc thiên đạo cung từng mời thương cổ thần y ra tay, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà thương cổ thần y lại ngay trước vô số thần quốc gia tộc mặt, cự tuyệt thiên đạo cung. Còn như hắn vì sao mất tích, ở linh võ đại lục vẫn là cái mê. Thương cổ thần y cả đời bên trong chỉ xuất thủ qua 17 lần, cứu mỗi một vị, đều là chém ách cảnh cường giả. Hắn nóng này cực kỳ cổ quái, cố nhiên y đạo thông thần, nhưng là nổi danh thấy chết mà không cứu, thậm chí vậy không thu học trò, hắn y thuật không có ở lại linh võ đại lục, là thật là tiếc nuối. Ma đế nói xong, tâm tình khó mà bình phục. Hắn khôi phục thân xác, còn cần thời gian. Nếu như thương cổ thần y nguyện ý ra tay, sợ rằng không muốn 7 ngày, liền có thể tỉnh lại. Đúng rồi, Diệp thần, ta mới vừa rồi sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì là vậy bình ngọc hẳn là thương cổ huyền dịch, một giọt giá trị, không thể lường được à. Nghe đến chỗ này, Diệp thần cũng không nói nhảm, đi thẳng tới luân hồi mộ địa bên trong. Nếu như cái này thương cổ thần y thật như ma đế nói như thế lợi hại, vậy Diệp Lạc Nhi thậm chí còn cửu U quốc sở doanh cũng có thể lập tức tỉnh lại. Diệp thần đứng ở thương cổ thần y trước mộ bia, chắp tay nói, tiền bối, ta là luân hồi mộ địa mộ chủ, ta hy vọng ngài có thể ra tay, cứu trợ bạn ta. Nhưng mà lời còn xa sút hạ, một cổ huyền diệu hơi thở phun trào. Diệp thần trong tay thương cổ châm cứu bay ra ngoài, vững vàng rơi vào mộ bia bên trên. Thứ nhất, cái này châm cứu là lão phu. Thứ hai, lão phu không cứu người. Thứ ba, cút. Thái độ cực kỳ ngạo nghễ. Diệp thần mới vừa muốn nói cái gì, một giây kế tiếp, một cổ cường đại lực lượng lại rất miễn cưỡng đem hắn đẩy ra. Diệp thần bất đắc dĩ sờ một cái lỗ mũi, mặc dù nói luân hồi mộ địa đại năng nóng này có thể rất cổ quái. Nhưng là bốc lửa như vậy vẫn là đầu một vị. Ma đế nhìn về phía Diệp thần, tốt lắm, ta có chút yếu ớt, tiến vào trước người ấn đường. Vậy thương cổ thần y không có bất kỳ sở thích. Cực kỳ cổ quái. Mặc dù thực lực vậy, nhưng là y thuật nhưng là uy chấn toàn bộ linh võ đại lục. Có vậy thương cổ huyền dịch, thịt của ta thân khôi phục có thể tăng nhanh không ít. Cảm ơn. Ma khí tiêu tán. Diệp thần thần niệm cảm thụ một chút thương cổ thần y mộ bia, thở dài một tiếng. Sau đó, hắn đem đá căn nguyên thu cất, hơn nữa lấy ra bình ngọc ở Diệp Lạc Nhi trong cơ thể nhỏ một giọt.
hắn ngay tức thì phát hiện Diệp Lạc Nhi trong cơ thể sấm sét giảm bớt rất nhiều. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lại giọt một giọt thời điểm, thương cổ thần y thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi như lại giọt một giọt, vậy nha đầu liền chết. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vội vàng dừng lại tay. Mà ma đế vậy giải thích, cái này thương cổ huyền dịch vô cùng không bình thường, ta trạng thái cũng chỉ có thể chịu đựng một giọt. Diệp Lạc Nhi hiện ở thương thế trong cơ thể quá nặng, như ngươi lại giọt một giọt, thân thể tất nhiên không chịu nổi, đến lúc đó không người có thể cứu. Diệp Thần chỉ có thể đem đồ thu cất. Xem ra, vẫn là mau sớm đạt được Phong Thanh Dương cái hộp kiếm, sau đó rời đi đi. Dị tượng kết thúc. Ở thần kiếm cung một nơi nguy nga lộng lẫy trong đại điện mặt. Vương Xuyên và 12 đỉnh đường chủ tề tụ một đường, ở ngay phía trên đúng lúc là thần kiếm cung tông chủ. Tông chủ, ta cho rằng để cho Diệp Thần bây giờ tiến vào cấm trong ruộng, còn có chút không ổn. Trong đó một người đường chủ trực tiếp mở miệng, liên quan tới ngoại môn thi đấu sự việc, toàn bộ tông môn cường giả toàn bộ đều biết. Lần này đường chủ và tông chủ chung một chỗ bàn chính là bởi vì Diệp Thần sự việc. Trước mắt Diệp Thần tiềm lực, thần kiếm cung trên dưới đều thấy ở trong mắt, thần kiếm cấm địa là thần kiếm cung cốt lõi nhất cấm địa, dù là đệ tử nòng cốt vậy không nhất định có thể tiến vào bên trong. Tiếu tiếu chủ, ngươi lời này có ý gì? Học cho ta nhưng mà tuyệt thế thiên kiêu, làm sao không có thể tiến vào thần kiếm cấm địa. Vương Xuyên lập tức nóng nảy, một cái tát vỗ vào trên ghế, nổi giận đùng đùng nhìn thiếu tiếu chủ. Hắn một nổi giận, thiếu tiếu chủ liền không dám nói tiếp nữa, đối với Vương Xuyên cũng là sợ rất. Sư thúc, người ngồi xuống trước, đây không phải là đang thương lượng sao? Thần kiếm cung tông chủ một mặt nhức đầu nhìn Vương Xuyên. Cũng là bởi vì là Diệp Thần thiên phú, mới sẽ suy nghĩ để cho hắn đi vào thần kiếm cấm địa bên trong. Tông chủ, ta cho rằng Diệp Thần bây giờ còn chưa có cảm giác thuộc về, không bằng cùng hắn tiến vào đệ tử nòng cốt, chúng ta lại an bài hắn tiến vào thần kiếm cấm địa. Tuyết Đình vừa mở miệng, ngược lại là cũng không có ai phản bác. Đề nghị này tốt. Hắn dư dư chủ lên tiếng phụ họa, Diệp Thần bây giờ tiến vào bên trong cửa. Muốn đi vào đệ tử nòng cốt, sợ rằng còn cần mấy năm. Mấy năm này thời gian, đủ để cho Diệp Thần có cảm giác thuộc về. Đến lúc đó lại để cho hắn đi vào cũng không muộn. Vương Xuyên đổ vậy không có nói gì, hắn cũng biết tông môn việc lớn phương diện, không thể làm bậy. Thần kiếm cung tông chủ trầm tư một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Loại chuyện này không thể tốt hơn nữa, cùng Diệp Thần có cảm giác thuộc về sau này. Lại vào đi cũng không gấp. Tông chủ, vậy cứ như thế, cùng học cho ta tiến vào đệ tử nòng cốt, phải để cho hắn tiến vào thần kiếm cấm địa bên trong. Vương Xuyên sợ bọn họ đổi ý như nhau. Đối với Diệp Thần hắn có đầy đủ tự tin, không bao lâu là có thể tiến vào đệ tử nòng cốt. Yên tâm, bổn tông chủ đã nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Thần kiếm cung tông chủ khóc cười không được, bất quá cũng biết Vương Xuyên ái đổ nóng lòng. Màn đêm buông xuống. Vương Xuyên tìm được Diệp Thần, suy tính luôn mãi, hay là đem cấm địa sự việc nói cho Diệp Thần. Hắn hy vọng cấm địa có thể để cho Diệp Thần tu luyện tràn đầy động lực. Nhưng mà, Diệp Thần trong mắt nhưng tràn đầy kích động, nói, sư phụ, cái này thần kiếm cung cấm địa là không phải cất giấu cái gì. Có không có một cái cổ quái cái hộp kiếm? Vương Xuyên lâm vào nhớ lại, lắc đầu một cái, cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Còn như cái hộp kiếm, đổ cũng có thể. Ta nghe thần kiếm cung tiền bối từng đi qua linh võ đại lục một cái đất thần bí, mang về một kiểu đồ. Hơn nữa, người này vẫn còn ở cấm địa nán lại ước chừng trăm năm. Chỉ là chẳng biết tại sao, cuối cùng bị người phát hiện chết ở cấm địa bên trong. Từ đó về sau, cấm địa liền hoàn toàn khép kín. Trước một đời tông chủ chết sau đó, bây giờ tông chủ không biết tại sao, liền thiết lập một cái quy củ. Đệ tử nòng cốt có cơ hội bước vào bên ngoài cấm địa vây, cảm thụ thần kiếm cung kiếm ý. Một đêm kia, Diệp Thần và Vương Xuyên trò chuyện rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này thần kiếm cung tiền bối đi nhất định là thần quốc. Mà mang về tất nhiên là cái hộp kiếm. Thành là đệ tử nòng cốt muốn 1-2 năm, hắn có thể không chờ được lâu như vậy. Hắn bây giờ thực lực đủ để hoành đẩy hết thảy. Cái này 1-2 năm. Hắn muốn rút ngắn đến một ngày.
Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần một thân một mình đi tới nội môn. Tiến nhập nội môn, cũng coi là Thần Kiếm Cung điểm chính đào tạo võ giả, đều có mình căn nhà độc lập. Chỉ bất quá Diệp Thần không hề muốn phiền toái, một mực ở tại trên ngọn núi mặt. Diệp Thần đi tới nội môn gặp phải một ít đệ tử cũng hữu hảo chào hỏi. Liên quan tới Diệp Thần sự tích bọn họ cũng sớm đã nghe nói. Như vậy thiên kiêu, bọn họ cũng không khả năng đi đắc tội. Diệp Thần một đường đi tới nội môn tiến vào nồng cốt diễn võ trường, và ngoại môn so với, diễn võ trường cũng không có quá nhiều người. Tiến nhập nội môn dễ dàng một chút, bất quá muốn đi vào đệ tử nòng cốt nói, sợ là có một ít độ khó. Toàn bộ diễn võ trường chỉ có mấy chục người, mỗi một người cảnh giới cũng cao hơn Diệp Thần. Hơn nữa bọn họ trên mình phun trào ra cực mạnh sát ý, tuyệt đối là thực chiến kinh người tồn tại. Bọn họ đã có đủ thực lực đánh vào đệ tử nòng cốt. Diệp Thần trong mắt híp lại, dựa theo hạng, Thần Kiếm Cung đúng là yếu hơn Huyền Nguyệt Tông mấy phần. Nhưng là nếu như Thần Kiếm Cung tông chủ hoàn toàn tranh bài danh, sợ rằng cái này Thần Kiếm Cung còn phải xa xa cao hơn Huyền Nguyệt Tông à. Thậm chí nói không chừng còn có cơ hội trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp một trong. Hắn thật có chút hiếu kỳ, cái này Thần Kiếm Cung tông chủ tựa hồ không thích nổi tiếng. Lánh đời nơi này, là ở tránh cái gì không? Diệp Thần vừa xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Hắn mới vừa tiến vào bên trong cửa, sẽ không cần khiêu chiến đệ tử nòng cốt chứ. Làm sao có thể, ta cảm giác chính là tới xem. Một số võ giả nhỏ giọng nói nhỏ, nếu như mới vừa tiến vào nội môn liền muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Vậy bọn họ những thứ này ở bên trong cửa đợi thật nhiều năm đệ tử, còn có sống hay không? Diệp Thần từng bước một đi tới một người trước mặt trưởng lão. Làm trưởng lão thấy Diệp Thần thời điểm, cũng là toát ra một nụ cười châm biếm. Hiện tại Diệp Thần ở toàn bộ Thần Kiếm Cung nhưng mà nhân vật truyền kỳ. Trưởng lão, đệ tử muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Một lời kinh người, một câu nói để cho tại chỗ võ giả, sợ hết hồn. Cái này, Diệp Thần thật muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại điên như vậy cuồng. Mới vừa tiến vào nội môn liền muốn khiêu chiến nòng cốt, cái này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Diệp Thần muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt tin tức, giống như dài cánh vậy, truyền vào nội môn bên trong. Trên căn bản toàn bộ đệ tử nội môn đều đã biết, Diệp Thần muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt, mỗi một người đều đi tới diễn võ trường muốn xem náo nhiệt. Thậm chí có chút võ giả cho rằng Diệp Thần chân thực cuồng vọng tự lớn, một cái tạo hóa cảnh tầng 6 thiên võ giả, cũng dám khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt nói, thấp nhất cũng phải tinh khiếu cảnh thực lực. Trưởng lão nhìn Diệp Thần một mắt, mới vừa muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Thần một bước lên, khí thế cường đại xông lên trời. Trưởng lão sắc mặt nhẹ biến đổi, cái này Diệp Thần tăng lên thực lực tốc độ, có phải hay không quá nhanh? Được, người cùng 2 giờ, ta sẽ an bài đệ tử nòng cốt. Cũng không phải bất kỳ một người nào đệ tử nòng cốt cũng có thời gian tới đón bị khiêu chiến, cũng phải xem người ta có không có ở đây. Vốn là Vương Xuyên còn ở bên trong phòng nghỉ ngơi, phát hiện Diệp Thần không có ở đây, liền từ đỉnh núi bên trong xuống, muốn phải tìm một chút, lại nghe nói Diệp Thần muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Hù được hắn cuống quýt đi tới diễn võ trường. Mình thu đệ tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy ngày liền muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt, vậy có phải hay không qua mấy ngày cũng muốn khiêu chiến tông chủ? Người điên! Triệt để người điên! Làm hắn tìm được Diệp Thần, khẩn trương nói. Diệp Thần, người bây giờ thực lực còn không phải là đệ tử nòng cốt đối thủ, nhanh lên một chút theo ta trở về. Hắn cũng không muốn để cho Diệp Thần ở trước mặt mọi người bêu xấu. Đệ tử nòng cốt vị nào không phải tông môn thiên tài cường giả. Diệp Thần mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá hắn cũng không cho rằng Diệp Thần có thể thắng à. Hắn bây giờ đánh coi như là cho Diệp Thần một năm đột phá thời gian. Sư phụ, ta muốn thử một lần, dù là thua vậy không có sao. Diệp Thần cũng không sẽ ở Vương Xuyên trước mặt nói, có thể 100% tiến vào đệ tử nòng cốt bên trong. Nếu không Vương Xuyên nhất định sẽ cho rằng hắn ở nói mạnh miệng, để cho hắn trở về. Vương Xuyên trầm tư một chút,
cuối cùng gật đầu đồng ý. Hắn suy nghĩ để cho Diệp Thần ăn một chút đau khổ cũng tốt, nếu không một đường xuôi gió xuôi nước, dễ dàng dưỡng thành kiêu ngạo tính cách. Rất nhanh một giờ thời gian liền đi qua, trưởng lão đi tới Diệp Thần trước mặt, nói cho hắn, đúng là có một người đệ tử nòng cốt có thời gian. Diệp Thần tự nhiên đồng ý, hắn có thể không tin, Thần Kiếm Cung có phong môn cảnh đệ tử nòng cốt. Chỉ cần không phải phong môn cường giả, Diệp Thần nắm vững thắng lợi. Hắn đứng ở trên diễn võ trường mặt, rất nhanh một người sau lưng cõng trọng kiếm, trên mặt có một đạo dữ tợn đao sẹo võ giả ra sân. Ở hắn sau lưng từng đạo vết kiếm, hắn toàn thân cao thấp, không có đảm nhiệm Hà Lăng nghiêm túc khí thế, nhưng là để cho ai cũng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác bị áp bách. Cái này, đây là chiến thiên khung, hắn làm sao tới? Diệp Thần đã thất bại không thể nghi ngờ. Ta có biết, ban đầu chiến thiên khung vì chui luyện trên người kiếm ý, tiến vào Vạn Long núi 7 ngày 7 đêm, cuối cùng trọng thương trốn ra được. Nghe nói ở một người đến gần phong môn yêu thú trước mặt thành công chạy khỏi. Ở diễn võ trường phía dưới võ giả, đã cho rằng Diệp Thần một chiêu cũng sẽ bị đánh bại. Chiến thiên khung ở đệ tử nòng cốt bên trong vô cùng cái uy thế, cả người kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Tất cả võ giả cũng cho rằng Diệp Thần vận khí không tốt. Muốn đi vào đệ tử nòng cốt bên trong, có lúc vận khí cũng là một phần chia. Có chút đệ tử nội môn khiêu chiến yếu đệ tử nòng cốt liền có thể thành công. Ở diễn võ trường phía dưới Vương Xuyên, cũng là nội tâm nhẹ căng thẳng. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, một cặp tròng mắt mãi mãi không sóng. Ngươi chính là Diệp Thần. Chiến thiên khung đứng ở trên lôi đài mặt, một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Liên quan tới Diệp Thần sự việc, dù là đệ tử nòng cốt đều đã nghe nói. Không sai. Hôm nay ta liền muốn đi vào đệ tử nòng cốt, ta thời gian quý báu. Diệp Thần mà nói, để cho tại chỗ võ giả cười hì hì một cái. Cái này Diệp Thần thật quá tự đại, một cái tạo hóa cảnh muốn đi vào đệ tử nòng cốt bên trong, căn bản không có thể. Ở Thần Kiếm Cung trong lịch sử, không có bất kỳ một người nào tạo hóa cảnh đệ tử có thể đi vào nòng cốt. Đệ tử nội môn có 1.000 người, nhưng là có thể tiến vào nòng cốt, chân thực quá thiếu. Nếu như đợi nữa mấy năm, ta có thể không phải ngươi đối thủ, bất quá hiện tại. Ta còn không cầm ngươi coi ra gì. Có thể tiến vào nòng cốt đệ tử, mỗi một người đều là thiên kiêu, đều có mình kiêu ngạo. Diệp Thần cười không nói, cầm ra một chuôi kiếm gỗ. Kiếm gỗ vừa ra, một phiến xôn xao. Nếu như trước đây Diệp Thần khiêu chiến, sử dụng kiếm gỗ là cường thế. Vậy hiện tại Diệp Thần sử dụng kiếm gỗ, liền tương đương với tự tìm cái chết. Chiến thiên khung từ sau lưng cầm ra trọng kiếm, kiếm trong tay hắn, ít nhất có 5 tấn. Một kiếm hạ xuống mà nói, yêu thú cường đại, cũng có thể bị chụp thành bụi phấn. Mỗi một vị đệ tử nòng cốt đều có vượt cấp tác chiến năng lực. Oanh! Diệp Thần sau lưng 6 con đường phát ra ông ông tiếng vang. Canh kim khí vần quanh toàn thân. Diệp Thần hơi thở không ngừng phun ra. Chiến thiên khung tay cầm trọng kiếm, nhướng mày một cái. Hiện tại Diệp Thần bộc lộ ra ngoài hơi thở, đã có từng tia uy hiếp được hắn. Chiến! Diệp Thần tay cầm kiếm gỗ, cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở xông tới nháy mắt, mượn trên lôi đài mặt lực lượng, trực tiếp xông lên hướng bầu trời, hai tay cầm kiếm gỗ, bỗng nhiên chặt xuống. Diệp Thần không có dùng bất kỳ công pháp, chỉ là đơn giản nhất kiếm ý. Đại đạo chí giản. Những thứ này đơn giản nhất thế công, để cho chiến thiên khung không ngừng lui về phía sau. Phịch. Chiến thiên khung tay cầm trọng kiếm, ngăn trở Diệp Thần kiếm gỗ, sau đó một chân đạp đi ra ngoài. Một cước này tuyệt đối có hơn 5 tấn lực lượng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Diệp Thần nhưng là ở dưới con mắt mọi người, đưa tay ra. Đang bắt cư trú trong nháy mắt. Diệp Thần trở tay một kiếm đâm về phía chiến thiên khung ngực. Chiến thiên khung tránh thoát Diệp Thần ngón tay, cả người bỗng nhiên bây giờ lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần không theo không buông tha, điên cuồng xông tới. Ở phía dưới lôi đài võ giả, nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn là lấy là Diệp Thần một chiêu cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Ai biết hiện đang đè chiến thiên khung đánh. Hiện tại ai cũng có thể thấy được. Chiến thiên khung thuộc về hoàn cảnh xấu.
Vương Xuyên trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn phát hiện căn bản cũng không biết rõ đồ đệ của mình, bất quá Diệp Thần cho hắn mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, một người so với một người lớn. Chiến Thiên Khung sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Dưới mắt hết thảy, chân thực quá mức mất mặt. À! Chiến Thiên Khung hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xông lên hướng bầu trời, tay chúng nặng kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Cái này một kiếm hạ xuống, tựa như toàn bộ hư không cũng bị đọng lại. Kinh khủng lực đạo, để cho chung quanh vang lên từng cơn gió lớn, Diệp Thần áo quần lay động, nhưng trong tròng mắt chỉ có rừng rưng. Chiến Thiên Khung cảnh giới mặc dù không mạnh, bất quá kinh khủng lực đạo chân thực quá mức cường hãn. Chiến Thiên Khung, đây là thần kiếm cung bí cảnh, vạn kiếm quy tông. Đưa ngươi! Diệp Thần ngược lại là không có đánh coi là dùng mình mạnh mẽ võ học khi dễ Chiến Thiên Khung. Hơn nữa, hắn không có phóng thích toàn lực. Nếu như lập tức đem Chiến Thiên Khung đánh bại, ngược lại đối với mình tìm cái hộp kiếm bất lợi. Diệp Thần sau lưng xuất hiện vô số lợi kiếm hư ảnh, những thứ này lợi kiếm ngưng tụ trên không trung, bỗng nhiên bây giờ bay bắn ra. Vèo vèo vèo. Từng đạo kiếm quang loạn người mắt, căn bản không thấy rõ bên trong tình huống. Kiếm quang bay đi, Diệp Thần ở kiếm quang xông tới trong nháy mắt, hắn cả người bóng người, vậy bắn ra. Oanh! Ở vạn đạo kiếm quang bên trong, Diệp Thần một kiếm đã đâm đi. Chiến Thiên Khung thân thể, bị kiếm khí chém ra từng đạo vết kiếm. Diệp Thần thình lình bóng người xông lại, để cho Chiến Thiên Khung ứng phó không kịp, vội vàng bây giờ, chỉ có thể dùng kiếm trong tay đón đỡ. Mặc dù Chiến Thiên Khung lực lượng cũng khá lớn, bất quá Diệp Thần thân xác mạnh hơn. Oanh! Một tiếng nổ vang, Chiến Thiên Khung cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Đâm! Kiếm quang bỗng nhiên trực tiếp bùng nổ, hư không mơ hồ đung đưa, toàn bộ lôi đài vỡ nát. Diệp Thần một mực đang ẩn núp quả thực lực, chính là ở thời khắc mấu chốt phát ra một kích tối hậu, để cho Chiến Thiên Khung sa sút. Kiếm quang chói mắt, để cho dưới lôi đài phương võ giả, căn bản không thấy rõ trên trận phát sinh hết thảy. Oanh! Một kiếm hạ xuống, bụi đất bay lượn, làm mọi người thấy rõ sở tình huống bên trong thời điểm, phát hiện Chiến Thiên Khung cả người đã ngã trên mặt đất. Ở trên ngực của hắn mặt, còn có một đạo vết kiếm, bất chấp kinh khủng kiếm ý. Ở một bên trưởng lão mơ hồ, Chiến Thiên Khung lại đánh bại. Lúc này mới bao lâu? Vương Xuyên xoa xoa con mắt, nhìn Diệp Thần, hô hấp có chút gấp rút. Đây chẳng phải là nói. Hiện tại Diệp Thần cũng đã là đệ tử nòng cốt. Nhìn lại Diệp Thần, trên mặt chỉ có bình tĩnh. Hắn bước ra một bước, đi tới Vương Xuyên trước mặt, chắp tay nói, sư phụ, hiện tại ta có thể hay không trước thời hạn tiến vào cấm địa. Con đường võ đạo, vĩnh bất tận. Ta muốn theo đuổi cấm địa kiếm ý. Vương Xuyên ngẩn ra, diễn cảm có chút cổ quái. Quay đầu lại, Diệp Thần lại có thể chỉ là vì đi thần kiếm cấm địa. Bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu, chỉ hy vọng Diệp Thần đi thần kiếm cấm địa, hiện ở nơi này giờ phút quan trọng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi, đồ nhi ta mang ngươi đi tìm tông chủ. Tông chủ ngày hôm qua cũng đã có nói, chỉ cần Diệp Thần đến đệ tử nòng cốt, liền cho tiến vào thần kiếm cấm địa một lần cơ hội. Ngày hôm qua mới vừa đáp ứng sự việc, không nghĩ tới Diệp Thần ngày hôm nay là được đệ tử nòng cốt. Diệp Thần đi theo Vương Xuyên sau khi rời đi. Ở diễn võ trường đệ tử vẫn còn mơ hồ trạng thái. Chỉ như vậy thành là đệ tử nòng cốt. Mới vừa trở thành đệ tử nội môn, không tới một ngày thời gian thì trở thành đệ tử nòng cốt, bọn họ chỉ cảm thấy quá không chân thật. Rất nhanh Diệp Thần khiêu chiến đệ tử nòng cốt thành công sự việc, truyền khắp toàn bộ thần kiếm cung. Đã là sôi sùng sục. Diệp Thần thực lực vậy một lần nữa đổi mới mọi người nhận biết. Quá mức dọa người. Còn như Diệp Thần. Thì đi theo Vương Xuyên đã tới trong cung điện mặt. Ở ngay phía trên ngồi chính là thần kiếm cung tông chủ, Kiếm Cửu Hàn. Kiếm Cửu Hàn nhìn Diệp Thần, trong mắt híp lại, tựa hồ phải đem Diệp Thần tất cả bí mật nhìn thấu. Tông chủ, người xem đồ nhi ta đã thành là đệ tử nòng cốt, thần kiếm cấm địa sự việc có phải hay không? Vương Xuyên không có tiếp tục nói hết, bất quá ý kiến đã rất rõ ràng. Người đáp ứng ban đầu sự việc. Hiện tại Diệp Thần đã thành là đệ tử nòng cốt, không thể chơi xấu. Sư thúc, chuyện này chúng ta có phải hay không cần sẽ cùng hắn dư chủ thương lượng một chút. Kiếm Cửu Hàn khẽ mỉm cười,
mở miệng nói. Tông chủ, ngươi nhưng mà đáp ứng ta, ngươi nếu là không để cho Diệp Thần đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Vương Xuyên một chụp băng ghế, nhất thời không làm. Bàn về bối phận, hắn có thể so với tông chủ còn cao. Đứng ở một bên Diệp Thần cũng là dọa cho giật mình, không nghĩ tới cái này tiện nghi sư phụ hung hãn như vậy. Kiếm Cửu Hàn sắc mặt nhẹ biến đổi, nếu là chuyện này thật nháo đến nơi đó, hắn vậy không phản bác lý do. Dẫu sao đã đáp ứng Vương Xuyên, chờ đợi Diệp Thần tiến vào đệ tử nòng cốt, liền tiến vào thần kiếm cấm địa. Ai biết ngày hôm qua đáp ứng chuyện, ngày hôm nay người ta Diệp Thần liền trở thành đệ tử nòng cốt. Cái này chẳng ai nghĩ tới. Sư thúc, có chuyện gì, chúng ta từ từ thương lượng, người đừng vội. Đối với mình sư thúc, Kiếm Cửu Hàn không có biện pháp nào. Cái gì từ từ thương lượng, ta bỏ mặc, ngày hôm nay phải để cho ta đổ nhi tiến vào thần kiếm cấm địa. Vương Xuyên lạnh lùng nói. Thật vất vả gặp phải loại thiên tài này đệ tử, hắn cũng không muốn chạy mất. Kiếm Cửu Hàn một cái tay xoa trán, khóe miệng một nụ cười khổ. Diệp Thần thiên tư xác thực bất phàm, chỉ nhưng mà lai lịch còn cần hoàn toàn tra một chút. Ban đầu vậy không phải là không có phát sinh qua ví dụ như vậy, đây mới là Kiếm Cửu Hàn muốn kéo một kéo chủ yếu nhất nguyên nhân. Nếu không, đã sớm để cho Diệp Thần tiến vào thần kiếm cấm địa bên trong. Như vậy đi, để cho Diệp Thần khiêu chiến ba tên đệ tử nòng cốt, nếu như đều có thể thành công, ta sẽ để cho hắn tiến vào thần kiếm cấm địa. Kiếm Cửu Hàn vừa mở miệng, Vương Xuyên nhất thời có chút không vui. Hắn mặc dù tu vi không cao, bất quá vậy không phải người ngu, cái này không rõ ràng để cho đồ đệ của mình biết khó mà lui sao. Ba tên thực lực của đệ tử nòng cốt, hắn nhưng mà rất rõ ràng, Diệp Thần tự mình một người, rất khó là đối thủ. Ở Vương Xuyên chuẩn bị nói gì thời điểm, Diệp Thần trực tiếp ngăn lại, hướng về phía cung chủ nói, được, ta khiêu chiến ba tên đệ tử nòng cốt. Diệp Thần mình có đầy đủ tự tin, ba tên đệ tử nòng cốt không phải đối thủ của mình. Kiếm Cửu Hàn nhẹ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, các ngươi đi về trước, một lúc lâu sau diễn võ trường gặp, đợi hồi ta sẽ thông báo cho. Diệp Thần mình đều đồng ý, Vương Xuyên vậy ngại quá nói thêm gì nữa, chỉ có thể đi theo rời đi. Ở Diệp Thần và Vương Xuyên hai người sau khi rời đi, Kiếm Cửu Hàn khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Diệp Thần, nếu như ngươi thật là vật kia người có duyên, liền tốt. Nếu như không phải là, ta có thể phải tự tay bóp chết một vị có thể quát linh võ đại lục thiên tài yêu nghiệt. Rất nhanh, Kiếm Cửu Hàn thả ra tin tức, một lúc lâu sau, Diệp Thần sắp một người khiêu chiến ba tên đệ tử nòng cốt sự việc, trên căn bản toàn bộ thần kiếm cung đều biết. Diệp Thần còn chưa tới, bất quá trên diễn võ trường mặt cũng sớm đã như biển người. Từng cái cúi đầu xì xào bàn tán, liên quan tới Diệp Thần khiêu chiến ba tên đệ tử nòng cốt, trên căn bản không có bất kỳ người coi trọng. Mỗi một vị đệ tử nòng cốt cũng là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến đều là thuộc về chuyện thường ngày sự việc. Diệp Thần mới đến thần kiếm cung bao lâu, muốn khiêu chiến ba tên đệ tử nòng cốt, không khác nào nói vớ vẩn. Diệp Thần còn chưa tới, bất quá ba tên đệ tử nòng cốt vừa xuất hiện, nhất thời bây giờ truyền tới một hồi kêu lên. Không nghĩ tới, lại là đệ tử nòng cốt trước ba tên. Trong đó một người đệ tử mở miệng nói, làm sao vậy không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Thần kiếm cung trước ba tên đệ tử nòng cốt, đều là thần kiếm cung mạnh nhất ba vị đệ tử. Mỗi một vị đều đã đạt tới tinh khiếu đỉnh cấp, thậm chí nửa bước phong môn cường giả tầng thứ. Dù là 12 vị đường chủ đối với cái này ba người, vậy không nhất định có thể trở lui toàn thân. Cái này ba người đại biểu thần kiếm cung chân chính yêu nghiệt. Cũng là tương lai đường chủ và tông chủ thí sinh hấp dẫn. Dõi mắt linh võ đại lục, đều là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài. Không chỉ có như vậy, Khổng Tường, vị kia xếp hạng thứ nhất cường giả, từng bị linh võ đại lục thần bí một trong bốn đại học viện thần phong nhận. Nhưng hắn nhưng trực tiếp cự tuyệt. Thật không biết tông chủ lão đầu này nghĩ như thế nào, để cho chúng ta ba người cùng nhau đối phó một người tạo hóa cảnh. Ở Khổng Tường bên cạnh, một người ăn mặc màu xanh da trời áo sơ mi, tóc trắng như tuyết đệ tử, trong miệng ngậm một cây lông vũ. Người này chính là đệ tử nòng cốt bên trong, hạng thứ hai, Lam Vũ. Ở Lam Vũ bên cạnh, một người ăn mặc quần áo đen nam tử, một mặt lạnh nhạt thần sắc, đứng ở nơi đó một hơi một tí,
giống như một cái pho tượng. Nhạc Hải trong tay ôm một thanh kiếm, bên trong đôi mắt có một tia ánh sáng mềm, tựa hồ thanh kiếm này chính là hắn nóng bỏng người yêu. Ba tên đệ tử nòng cốt đi lên diễn võ trường yên lặng chờ. Diệp Thần và Vương Xuyên hai người đi tới sau này, Vương Xuyên đúng dịp thấy trên diễn võ trường mặt ba tên đệ tử nòng cốt, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Đây không phải là đệ tử nòng cốt bên trong trước ba tên sao? Mặc dù Vương Xuyên biết tông chủ sẽ cố ý nhằm vào, bất quá vậy không nghĩ tới, lại nhằm vào rõ ràng như vậy. Không được, ta nhất định phải đi tìm tông chủ lý luận. Vương Xuyên chỉ cảm thấy trong nội tâm tức giận đã không khống chế được, tiếp tục như vậy nữa, nếu không phải là khí nổ không thể. Sư phụ, không có sao. Diệp Thần kéo lại Vương Xuyên, trong nội tâm khóc cười không được. Đối với mình cái tiện nghi này sư phụ, Diệp Thần trong nội tâm vẫn đủ tôn trọng. Diệp Thần khuyên can mãi rốt cuộc để cho Vương Xuyên đồng ý, không tìm tông chủ phiền toái. Lần này liên quan tới khiêu chiến của hắn, thập nhị đường chủ toàn bộ đều tới đây, liên thủ bố trí phong ấn. Chính là vì để ngừa chiến đấu hơi thở, ảnh hưởng đến những đệ tử còn lại. Không tới mấy ngày thời gian, Diệp Thần làm việc càng ngày càng điên cuồng, cho dù là bọn họ, trong nội tâm cũng có một chút phức tạp. Bọn họ muốn xem Diệp Thần có thể đánh bại hay không ba tên đệ tử nòng cốt, mặc dù hy vọng mong manh. Bọn họ muốn biết nhất, vẫn là Diệp Thần chân chính sức chiến đấu. Ban đầu Diệp Thần tiến vào đệ tử nòng cốt thời điểm, thật giống như cũng không có dụng hết toàn lực. Lần này hạng trước ba đệ tử nòng cốt đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Thần bộc phát ra chân chính thực lực. Đây mới là bọn họ mong đợi nhất thấy đồ. Vương Xuyên mặc dù đáp ứng Diệp Thần, bất quá trong nội tâm tức giận bất bình, thở phì phò đi tới xem trên chiến đài mặt. Thập nhị đường chủ cũng biết nguyên nhân gì, không người sẽ đụng chạm Vương Xuyên rủi ro. Ai đều biết, đáp ứng ban đầu Diệp Thần tiến vào đệ tử nòng cốt liền an bài tiến vào thần kiếm cấm địa. Vốn là bọn họ suy nghĩ 2-3 năm Diệp Thần mới có thể tiến vào đệ tử nòng cốt, ai biết. Chuyện này vừa nghĩ tới, bọn họ cũng cảm giác là một cái trọng đại sai lầm. Sớm biết nên nói để cho Diệp Thần 2-3 năm sau đó mới đi vào. Diệp Thần từng bước một đi lên diễn võ trường, làm hắn bóng người xuất hiện thời điểm, truyền tới từng trận tiếng hoan hô. Đoạn thời gian này Diệp Thần ở thần kiếm cung nhân khí, thẳng tắp lên cao. Nhất kiếm vương! Nhất kiếm vương! Hoan hô tiếng điếc tai nhức óc, Diệp Thần vậy không nghĩ tới mình sẽ có người lớn như vậy khí. Làm Diệp Thần đứng ở trên lôi đài mặt, ánh mắt nhìn phía trước ba tên đệ tử nòng cốt. Khi thấy một người trong đó, con người hơi có giúp một cái, Khổng Tường thực lực lại có thể đã đạt đến phong môn cảnh, chỉ bất quá vẫn ẩn núp quả thực lực. Hơn nữa trên mình toát ra lạnh như băng nguy hiểm. Xem ra cái này thần kiếm cung quả thật thần bí, phong môn cảnh đệ tử nòng cốt, dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, cũng không nhiều. Mới vừa rồi nghe mặt nói, người này cự tuyệt học viện thần phong, mà tông chủ lại không bại lộ thực lực. Cái này thần kiếm cung sợ rằng cất giấu đại bí mật. Chỉ bất qua bí mật này, thật sự là cái đó phong thanh dương lục đạo cái hộp kiếm. Diệp Thần cầm ra một chuôi kiếm gỗ, một cặp tròng mắt nhìn ba người. Ở thần kiếm tông trong cung điện mặt, kiếm cửu hàn bên cạnh có một mặt gương, đúng lúc là diễn võ trường bên trong hình ảnh. Lần này hắn đặc biệt để cho đệ tử nòng cốt trước ba tên ra tay, cũng chính là muốn xác nhận một chút, Diệp Thần thực lực chân thật. Trên diễn võ trường mặt, Khổng Tường ba người mỗi người cầm ra kiếm trong tay, đối mặt Diệp Thần. Ngươi xác định còn dùng cái này cầm phá kiếm gỗ. Ở thần kiếm cung, làm nhục kiếm, ngươi biết chết. Một đạo tuyệt hàn thanh âm vang lên. Diệp Thần cười một tiếng, kiếm gỗ dùng thói quen. Dứt lời, ba đạo sát ý ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần. Đại chiến mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là thần kiếm cung đệ tử, cũng cảm nhận được một cổ áp lực hơi thở, bắt đầu tràn ngập. Diệp Thần tay cầm kiếm gỗ, bỗng nhiên bây giờ xông lên đi giết. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, Khổng Tường bọn họ ba người động. Một người từ đang phía trước công kích. Hai tên đệ tử khác bay về phía hư không. Mặc dù bọn họ cảm giác, dùng ba người đối phó Diệp Thần có chút dùng không đúng chỗ, bất quá thỏ đánh cờ còn cần dùng hết toàn lực. Diệp Thần cả người giống như một chuôi lợi kiếm vậy, bay đi, trong tay hắn kiếm gỗ,
bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Bất hủ kiếm ý hơi thở, từ kiếm gỗ bên trong phún ra ngoài. Kiếm khí tùy ý, Diệp Thần trong tay kiếm gỗ, tay dậy kiếm rơi, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Đâm! Một đạo kiếm quang điên cuồng xông về Khổng Tường, đối với Diệp Thần mà nói, Khổng Tường uy hiếp lớn nhất. Bắt giặc phải bắt vua trước, Diệp Thần quyết định trước cầm Khổng Tường giải quyết hết, lại đối phó còn lại hai người. Quyết định chủ ý, Diệp Thần bóng người điên cuồng xông về Khổng Tường, còn Như Lam Vũ hai người, căn bản không có phản ứng. Nếu như vận dụng kiếm gỗ và chiêu thức của mình, đối phó ba người không có áp lực quá lớn, chỉ bất quá hắn thân phận trước mắt vẫn không thể bại lộ. Máu thần, canh kim khí. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, toàn bộ người khí tức trên người, trực tiếp leo lên. Đối với cái này ba người, hắn cũng không dám quá mức khinh thường. Dẫu sao những người này đều có vượt cấp tác chiến năng lực. Kiếm khí đánh tới, Khổng Tường thong thả dùng kiếm trong tay trực tiếp đón đỡ. Vậy vừa lúc đó, Diệp Thần sau lưng Lam Vũ hai người liều chết xông tới. Kinh khủng kiếm ý ở Diệp Thần sau lưng lan truyền. Ở Diệp Thần xoay người trong nháy mắt, trực tiếp phất tay một kiếm hạ xuống. Oanh! Một đạo kiếm quang bén nhọn, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở kiếm khí xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần tự thân và Khổng Tường kéo ra khoảng cách. Ở kéo ra khoảng cách thời điểm, hắn thu hồi kiếm gỗ, một quyền oanh đánh ra. Lam Vũ vậy không nghĩ tới, vốn là rời đi Diệp Thần lại một lần nữa xung phong, trực tiếp hướng mình bên này tới đây. Không có biện pháp, Lam Vũ rất miễn cưỡng nhận Diệp Thần một quyền, nhất thời chỉ cảm thấy mình khí huyết cuồn cuộn. Thiếu chút nữa một búng máu trực tiếp từ trong miệng phun ra. Lam Vũ một đôi khiếp sợ trong mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thân xác lực, lại như vậy mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.